Nương tử nhà ta không thích hợp chương 1455. Kim Cang quyền đột phá, Nhật Nguyệt bảo kính biến dị. 3. Lần này vì nhớ kỹ, cho nên không cần thôi động nội lực. Lạc Thanh Chu gặp nàng chuẩn bị xong, bắt đầu giảng giải, ngón trỏ tay phải, bắt nguồn từ huyệt u ở gốc gốc tay, xuôi theo mu bàn tay đến phần cổ tay, ra ngoài xương trụ cẳng tay, thẳng lên cẳng tay lại đến cùi rõ Đao tỉ một bên nghe, một bên thôi động đao khí thuận theo kinh mạch hắn nói đi tới, làm theo như thế này thì ký ức sẽ khắc sâu hơn một chút. Đao khí đi qua kinh mạch đều sẽ lưu lại một chút vết tích cảm giác, rất dễ dàng nhớ lại. Lạc Thanh Chu hết thảy nói ba lần, đao tỷ rốt cục nhớ kỹ toàn bộ. Sở Phi Dương, nhân tình này ta trước thiếu, có cơ hội sẽ trả lại cho ngươi. Đao tỷ biết được hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện, không tiếp tục quấy rầy hắn, sau khi nhớ kỹ thì cáo từ rời đi đi một luyện võ tràng khác tu luyện. Quanh! Lạc Thanh Chu bắt đầu tiếp tục tu luyện kim can quyền. Không biết là bởi vì thiên phú của hắn thực sự quá tốt, hay là nguyên nhân bởi vì Nhật Nguyệt Bảo Kính sinh ra linh dịch, lại hoặc là lôi linh chi căng, lúc chạng vạn tối, kim can quyền của hắn vậy mà lại nhanh chóng đột phá đến tầng thứ ba. Lúc ra quyền, nắm đấm màu vàng trên nắm tay càng thêm dày hơn, mà lại đánh ra quyền mang màu vàng kim, càng gia tăng, quy lực tự nhiên cũng càng lên một tầng. Lạc Diên Niên tu luyện cũng là quyền pháp, ban đầu ở thành quốc phủ hắn cùng đối phương đánh mấy quyền, nắm đấm của đối phương cũng khuynh hướng hung mảnh bá đạo, lực lượng cực lớn. Lúc trước hắn có chút không địch lại, mà bây giờ. Hiện tại mặc dù tu vi của hắn giống như lúc trước, vẫn như cũ chỉ là cảnh giới võ sư trung kỳ, nhưng thực lực chân chính của hắn, hẳn là sớm đã đến trạng thái viên mãn cuối cùng, nếu không tối hôm qua cũng sẽ không một quyền đã đánh bại trần ma ma kia. Mà được lôi linh chi căn gia trì, nắm đấm của hắn tự nhiên sẽ lợi hại hơn. Đương nhiên, đối phương tu luyện nhiều năm như vậy, khẳng định cũng có thực lực cùng quyền pháp không thể khinh thường. Hắn đương nhiên sẽ không khinh địch. Về phần lạc trường thiên, hắn tự nhiên muốn càng thêm cẩn thận. Ác chủ bài trong tay hắn trừ đó ra, còn có phi kiếm xuất kỳ bất ý, còn có cây gậy vô kiên bất tồi, đương nhiên, còn có vôi và thuốc mê. Bất quá, hắn vẫn quyết định đợi khi đột phá một cấp lại hành động, mới có thể càng thêm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bởi vì cơ hội của hắn cũng chỉ có một lần, tuyệt không cho phép mất. Trải qua hai ngày ngâm dược thủy trong bồn tắm, cùng hấp thu linh dịch, hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể lần nữa ngo ngoe muốn động. Rất tương tự cảm giác lúc trước, tự hồ muốn đột phá. Lần này, Lô linh chi căng đã hấp thu đủ năng lượng hắn xúc tích, hẳn là sẽ không hấp thu nữa, trừ phi hắn tấn cấp xong, thể chất tăng cường tiến thêm một bước cho nên lần này cảm giác rất có thể là chân chính muốn đột phá. Sau khi trưởng công chúa rời đi, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, hắn nhất định phải mau chóng đột phá, mau chóng giải quyết phiền toái này. Nếu không, hắn và cả tần gia cũng sẽ không an bình. Sau khi trở lại trong phủ, hắn trước tắm nước lạnh, rửa sạch hết vết mồ hôi trên người, tiến vào thùng gỗ tiếp tục ngâm tắm dược thủy. Ngâm xong dược thủy tắm xong, hắn lại hấp thu hai dọc linh dịch nhật nguyệt bảo kính đặt ở trên mặt bàn phía trước cửa sổ có nhị tiểu thư ở nhà nhìn ai cũng sẽ không động loạn trong lúc hắn ngâm bồn tắm một năm một mười nói cho tần nhị tiểu thư về tình huống tối hôm qua đi nam quốc quận vương phủ về phần sáng nay quận chúa nói muốn cùng hắn gạo nấu thành cơm nhưng lại ấp a à ấp úng hắn tự nhiên không có nói ra sau khi tắm xong hắn một thân một mình đi trích tiên cư tiếp tục tu luyện kim can quyền Tần nhị tiểu thư thì đi theo Thu Nhi cùng Châu Nhi đến Linh Thiền Nguyệt Cung, tìm đại tiểu thư nói chuyện. Lạc Thanh Chu ở bên trong hậu viện tu luyện nửa canh giờ, phát hiện Hạ Thiền tới đây. Thế là, hắn lấy ra chui hắc bạch kiếm, hai người lại bắt đầu tu luyện kiếm pháp hắc bạch song kiếm. Một nam một nữ, một thuận một nghịch. Hai người luyện đến chỗ tinh diệu, trong viện lá rụng bay cuộn, kiếm quang lấp lóe phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thân ảnh cùng kiếm ảnh của hai người đợi đến khi luyện tập lần thứ ba hai người đột nhiên phát hiện tia sáng trong hậu viện một hồi sáng một hồi tối cẩn thận quan sát mới phát hiện cái này đúng là do kiếm chiêu bột phát ra uy lực đưa tới hai thanh kiếm ngăn cách tất cả đường ánh sáng trong hậu viện lại đột nhiên phóng xuất ra tạo thành hiện tượng lúc sáng lúc tối khó trách gọi hắc bạch kiếm pháp lại luyện nửa canh giờ lạc thanh chu bắt đầu truyền thụ nàng kiếm pháp lục mạch thần kiếm bởi vì là người trong nhà cho nên hắn trực tiếp dùng ngón tay chống đỡ ở trên người nàng để nàng thuận phương hướng mà ngón tay hắn chỉ dẫn thôi động kiếm khí cùng nội lực trong cơ thể suy ai ngờ nha đầu này lần đầu tiên tu luyện vậy mà thoáng cái đã thành công trực tiếp bắn ra một đạo kiếm mang sắc bén từ ngón cái xuyên qua đại thụ cách đó không xa thiền thiền giỏi lắm lạc thanh chu gặp nàng thành công so với mình thành công còn kích động hơn hạ thiền thấy hắn khích lệ khuôn mặt nhỏ đỏ lên một chút, ở dưới ánh trăng kiều diễm đáng yêu. Lạc Thanh Chu vừa rồi sờ lấy thân thể của nàng, đã có chút tâm trí xáo động, lúc này lại thấy khuôn mặt nhỏ của nàng ngượng ngùng, xinh xắn đáng yêu, chỗ nào còn nhịn được trực tiếp ôm lấy nàng, đi vào trong lương đình. Không, không muốn. Hạ Thiền bắt đầu giải dụa, nhưng chỗ nào tránh thoát được. Một lát sau, nàng đã nằm ở trên bàn đá bên trong đình, bờ môi ướt át, gương mặt ửng đỏ, hai con ngươi mê ly, nhìn qua rất động lòng người. Toàn bộ váy áo trên người nàng bị giải khai, tung tóe đệm ở trên bàn đá dưới người, giống như một đóa đang nở rộ. Một đầu mái tóc đen nhánh cũng đã rủ xuống. Ánh trăng trong sáng rơi vào bên trên ngọc thể tuyết trắng cùng mái tóc đen nhánh, cùng gương mặt xinh đẹp mê người, quả thật đẹp như tranh vẽ. Một phen ân ái, không cần nói tỉ mỉ. Lúc trời rạng sáng, hai người đi ra trích tiên cư, tách ra ngay chỗ cửa ra vào lạc thanh chu đêm nay còn muốn đi tây hồ tu luyện thần hồn cùng phi kiếm đây đều là thủ đoạn ẩn tàng của hắn đến lúc đó có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được trở lại mai hương uyển tần nhị tiểu thư sớm đã trở về đang nằm ở trên giường mỹ nhân đọc sách chờ hắn lạc thanh chu đi trước nói với tiểu điệp một lát thân mật cùng nhau trong chốc lát sau đó nghe tiểu nha đầu thúc giục rời đi trở lại gian phòng của mình Mới vừa vào cửa, tần nhị tiểu thư đã vui vẻ nói. Thanh Chu ca ca, ta đêm nay đi linh thiền nguyệt cung nhìn tỷ tỷ, phát hiện nàng mặc vào đôi giày mà chàng tặng kia, nhìn ra được tỷ tỷ rất thích. Thanh Chu ca ca, chàng biết không? Tỷ tỷ trước kia chưa hề mang qua đồ mà chúng ta tặng đâu. Lạc Thanh Chu nghe lời nàng nói, ánh mắt lại đột nhiên vô ý thức nhìn về phía trên bàn phía trước cửa sổ. Bên trên mặt nhật nguyệt bảo kính kia lại ẩn ẩn có một tia hồ quang điện đang lóe lên hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu xuống bệ cửa sổ xuyên thấu qua khe hở cửa sổ chiếu xuống mặt kính đang khảm nạm hình nguyệt nha trên mặt kính nhật nguyệt bảo kính mặt kính mông lung giống như có sương mù đang bồng bềnh một tia hồ quan điện màu lam như ẩn như hiện ở trong sương mù trong lòng lạc thanh chu khẽ động chẳng lẽ nhật nguyệt bảo kính lại phải biến dị rồi két két lạc thanh chu đi tới trước cửa sổ mở ra toàn bộ cửa sổ ánh trăng như nước rơi vào trong phòng chạng vạn tối hắn đã thu hai dọc linh dịch xanh đậm hiện tại trên mặt kính còn chưa xuất hiện linh dịch nhưng hắn rõ ràng cảm giác được trên khí tức mặt kính phát sinh một chút biến hóa đợi hắn đi vào chỗ gần trên mặt kính chỉ có ánh trăng trắng loãng một tia lôi điện như ẩn như hiện đã biến mất không thấy gì nữa hắn quyết định đợi sáng mai chất lỏng xuất hiện lại đến xem xét tần nhị tiểu thư gặp thần sắc hắn không đúng An tĩnh đi tới phía sau hắn, ánh mắt cũng nhìn về phía gương đồng trên bàn, nhưng lại chưa quấy rầy hắn. Lạc Thanh Chu lại quan sát một hồi, xoay người, cầm tay của nàng nói. Vi mặt, nàng cảm giác gần đây thân thể thế nào? Tần nhị tiểu thư ôn nhu nói. Từ khi uống thuốc kia, cũng rất ít khi ho khan, cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Bất quá. Vẫn không có khí lực, cảm giác đi mấy bước sẽ mệt mỏi. Lạc Thanh Chu cúi người, bế thân thể mảnh mai vô lực của nàng lên, đi vào buồn trong, nói. Vậy cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo dưỡng thân thể. Đợi tháng sau, ta lại đi thanh vân quan một chuyến, xin chút máu chu yếm trở về. Tần nhị tiểu thư mềm mại nằm trong ngực của hắn, nhíu lông mày nói. Thanh chu ca ca, chàng mỗi đêm trở về, đều là toàn thân mồ hôi, đầy thân mỏi mệt, nhất định rất vất vả. Lạc thanh chu đặt nàng lên giường, giúp nàng cởi bỏ vớ giày, nói tu luyện nào có không khổ cực, bất quá ta cảm thấy còn rất tốt. Tần nhị tiểu thư ôm hắn thật chặt, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói. Thanh Chu ca ca, chờ chuyện nơi đây đều kết thúc, chúng ta hãy rời đi, đi tìm chỗ không có người quen biết chúng ta, sống cuộc sống thật tốt, cũng không tiếp tục phải mệt mỏi như vậy, được không? Được, đều nghe nhị tiểu thư. Lạc Thanh Chu nhẹ giọng đáp, ôm nhu giúp nàng lấy xuống trâm cài tóc, đồ trang sức, rút bỏ áo ngoài. Sau đó mình cũng cởi quần áo ra, lên giường. Kéo xuống màn che, thổi tắt nến. Hai người nằm trong chăn, chăm chú ôm cùng một chỗ. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nhu thuận của thiếu nữ trong ngực, nghĩ đến tất cả chuyện phát sinh sau khi đi vào kinh đô. Bây giờ hắn đã tiến vào vòng xoáy đấu tranh, muốn bước ra rời đi, nói nghe thì dễ. Trừ phi quên đi tất cả, rời xa đại viêm. Nhưng trời đất bao la, chỗ nào không có nguy hiểm? Chỉ có bản thân cường đại mới có thể không sợ gì cả. Thù của mẫu thân, nhất định phải báo, lạc gia nhất định phải diệt, mà hắn cũng nhất định phải tiếp tục cố gắng, trở nên càng thêm cường đại. Thiếu nữ trong ngực chỉ có thời gian 2 năm. Hắn nhất định phải buông tay đánh cược một lần, tuyệt đối không thể từ bỏ. Hai người trầm mặc trong bóng đêm, cảm thụ ấm áp của nhau, nghĩ đến chuyện của mỗi người, đều không nói gì thêm. Không biết qua bao lâu, tần nhị tiểu thư rốt cục tiến vào mộng đẹp. Lạc Thanh Chu lại chờ đợi trong chốc lát, cúi đầu xuống, hôn gương mặt của nàng một chút, sau đó thần hồn xuất khiếu, bay lên nóc nhà. Ở giữa không trung cẩn thận quan sát bốn phía một phen, thấy không có gì lạ, hắn mới bay về phía tây hồ. Vù Bay ở giữa không trung, xuất ra phi kiếm, bắt đầu luyện tập. Đi vào tây hồ Bên trên lầu các không có người, Nguyệt tỷ tỷ còn chưa có tới bên trong bụi hoa sen cách đó không xa long nhi một bộ váy áo xanh nhạt một đôi chân ngọc tuyết trắng trần trụi đứng bên trên một mảnh lá sen trầm tư nhìn ảnh phản chiếu trong nước không biết đang suy nghĩ gì khi lạc thanh chu bay xuống dưới nàng mới lấy lại tinh thần nói khẽ công tử ngươi nói long nhi về sau có biến thành rồng không lạc thanh chu bay xuống trước người nàng nói vậy ngươi nói ta về sau sẽ trường sinh sao long nhi lắc đầu nói sẽ không? Lạc Thanh Chu giật mình. Vì sao xác định như vậy? Trên mặt Long Nhi lộ ra một vòng ý cười, nói. Bởi vì công tử háo sắc, không nở nhi nữ tình trường, không nở thất tình lục dục. Cha nói, vô dục vô cầu mới có thể trường sinh. Lạc Thanh Chu nói. Giống Nguyệt tỷ tỷ như thế sao? Long Nhi suy nghĩ một chút, nói. Tỷ tỷ cũng không phải vô dục vô cầu, nàng còn chưa tới cảnh giới cha nói kia. Lạc Thanh Chu trầm mặt một chút, nói: "Ngươi cảm thấy vô dục vô cầu, sống còn ý nghĩa gì sao?" Long Nhi lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết, ta chỉ biết tất cả mọi người tha thiết ước mơ, truy cầu trường sinh. Còn trường sinh về sau sẽ ra sao, ai có thể biết?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng, đột nhiên lại hỏi: "Ai nói cho ngươi ta háo sắc?" Long Nhi nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ nói cho ta biết." Lạc Thanh Chu Long Nhi nhìn hắn nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Tỷ tỷ nói: "Nam nhân đều háo sắc, ngươi càng háo sắc hơn." Khóe miệng Lạc Thanh Chu co giật một chút, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ nói với ngươi lúc nào?" Long Nhi nói: "Ban ngày, khi trời sắp sáng." Lạc Thanh Chu nghe vậy ngẩn người, nói: "Nguyệt tỷ tỷ tối hôm qua có tới đây." Long Nhi nói: "Trời sắp sáng mới tới." lạc thanh chu lập tức cứng đờ trời sắp sáng hắn đang cùng quận chúa cùng giường chung gối đang bị quận chúa trong lòng hắn đột nhiên giật mình nguyệt tỷ tỷ tối hôm qua sẽ không tiến vào nội thành nhìn thấy hắn không đúng hắn lúc ấy không có thần hồn xuất khiếu nguyệt tỷ tỷ coi như đi cũng không biết hắn là ai càng không biết hắn ở đâu thế nhưng sao nguyệt tỷ tỷ lại đột nhiên nói hắn háo sắc cũng bởi vì hắn thu vớ của tiểu nguyệt hay giúp Long nhi cô nương trước mắt lấy dây đỏ trên chân. Đây cũng quá võ đoán đi. Cái kia, Long nhi cô nương, Nguyệt tỷ tỷ làm sao đột nhiên lại nói với ngươi những lời này? Nàng từ trước đến nay rất ít nói chuyện. Lạc Thanh Chu rất buồn bực hỏi. Long nhi nói: "Ta khen công tử rất tốt trước, tỷ tỷ hỏi ta công tử tốt chỗ nào, ta nói công tử thật tâm, thiên phú tốt, tính cách cũng tốt, nhân phẩm cũng tốt, ta khen ngợi rất nhiều." Sau đó tỷ tỷ liền nói. Nói cái gì? Lạc Thanh Chu lập tức hỏi. Long Nhi cười nói. Tỷ tỷ đã nói ba chữ, hắn háo sắc. Lạc Thanh Chu. Long Nhi nói. Ta nói nam nhân háo sắc, thiên kinh địa nghĩa, cũng không chỉ nam nhân, bất kỳ giống được nào đều háo sắc. Cha nói qua, nếu như giống được không háo sắc, giống loài sẽ không có cách nào sinh sôi lớn mạnh, sẽ chậm rãi diệt tuyệt. Chỉ có giống được háo sắc, mới có thể càng thêm cố gắng cạnh tranh, dùng cái này thu hoạch được quyền giao phối, mới có thể xúc tiến mỗi giống loài không sống mống chết và kéo dài." Lạc Thanh Chu nói. "Long Nhi cô nương, cha ngươi nói rất đúng." Long Nhi cười nói. Sau đó tỷ tỷ nói, "Nam nhân hoàn toàn chính xác đều rất háo sắc, bất quá công tử càng háo sắc hơn, ai đến cũng không có từ chối." Lạc Thanh Chu có chút im lặng, có chút không dám tin tưởng. "Nguyệt tỷ tỷ thật nói ta như vậy?" Ấn tượng của nàng đối với ta trên lệch như vậy sao?" Long Nhi cười nói. "Công tử cảm thấy tỷ tỷ nói không đúng?" Lạc Thanh Chu nói. "Đương nhiên không đúng, ta ở đâu là ai đến cũng không có từ chối. Nếu như ta thật ai đến cũng không có từ chối, hừ, đừng nói ngươi cùng Tiểu Nguyệt, liền ngay cả nàng." "Nàng thế nào?" Long Nhi cười mỉm mà hỏi thăm. Lạc Thanh Chu dừng lại, quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Bên trên lá sen cách đó không xa, một thân ảnh xanh nhạt đang tỉnh không một tiếng động đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn hắn. Long Nhi cô nương, đêm nay ánh trăng thật tròn. Lạc Thanh Chu nói một câu, thân ảnh lóe lên, bay đi, bay xuống trước người thân ảnh xanh nhạt, mặt không đổi sắc nói. Nguyệt tỷ tỷ, ta cũng vừa tới, gặp ngươi còn không có đến, liền cùng Long Nhi cô nương hàng huyên một hồi. Chúng ta đang nói chuyện giống loài, giữa giống đực và giống cái, Nguyệt tỷ tỷ muốn nghe không? Ai ngờ thân ảnh xanh nhạt nhìn hắn, thản nhiên nói. Muốn. Lạc Thanh Chu. Long Nhi cách đó không xa che miệng cười trộn. Bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ. Lạc Thanh Chu cứng đờ, nói. Thời gian không còn sớm, vẫn tranh thủ thời gian tu luyện đi. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi muốn nghe kinh pháp không? Ta giảng kinh pháp. Thân ảnh xanh nhạt không nói gì thêm, lại nhìn hắn chầm chầm trong chốc lát, thân ảnh lóe lên, bay lên giữa không trung, đột nhiên hóa thành một sợi ánh trăng trắng loãng, hình thành một vòng xoáy trong suốt. Lực lượng nguyệt hoa cả Tây Hồ nhanh chóng tụ tập tới. Lạc Thanh Chu ngửa đầu nhìn qua, trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ tư vị không hiểu, có cảm động, có cảm kích, hổ thẹn, cũng có một chút cảm xúc khác nói không rõ, chảy xuôi ở trong lòng. Long Nhi vội vàng nhắc nhở. Công tử, nhanh tu luyện. Lạc Thanh Chu lúc này mới tỉnh táo lại, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, ổn định tâm thần, vung đi cảm xúc tạp nhạm dày đặc trong đầu, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Một cổ lực lượng nguyệt hoa tinh thuần từ vòng xoáy trên đỉnh đầu chảy xuôi xuống, chui vào trong cơ thể của hắn, tụ tập tại hồn tâm cùng đan hải của hắn, bắt đầu nhanh chóng bị luyện hóa. Thần hồn của hắn bắt đầu lóe ra ánh sáng. Trên đỉnh đầu, mây đen dày đặc, bắt đầu lóe ra lôi điện. Từng đầu lôi điện thô to, rơi xuống từ trong mây đen đang lăn lộn, đánh vào phía trên thân ảnh mơ hồ kia. Nghịch thiên mà tu hành, cần phải trải qua lôi kiếp. Nàng thừa nhận trừng phạt của trời, chỉ vì muốn tụ ánh trăng lúc đầu thuộc về cả Tây Hồ đến nơi đây, toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn. Tốc độ hắn thu nạp ánh trăng càng lúc càng nhanh, tốc độ tu luyện, tăng lên gấp bội. Mà thân thể của nàng thì đang tiếp nhận một lần lại một lần xét đánh. Mặt hồ bị chiếu sáng, gió đêm đang nhẹn ngào. Nháy mắt khi lôi điện xuất hiện, long nhi đã bị hù trốn vào trong hồ xuyên thấu qua nước hồ yên lặng nhìn hết thảy từ đầu đến cuối nàng đều không thể nào hiểu được nàng vì sao muốn hy sinh mình ngay từ đầu nàng cho rằng nàng ta có bụng dạ cực sâu cố ý như vậy muốn chiếm được cảm kích cùng hảo cảm của thiếu niên này sau đó thừa cơ ở cùng với hắn mượn nhờ lôi linh chi căng của hắn tu luyện cùng độ kiếp nhưng thời gian dần trôi qua nàng phát hiện mình giống như nghĩ sai nàng đang không ngừng nỗ lực cũng không có yêu cầu bất kỳ hồi báo gì, lôi điện tổn thương thân thể của nàng, xé rách thần hồn của nàng, nàng mỗi đêm đều nhận lấy thống khổ to lớn, thậm chí sẽ lưu lại tổn thương vĩnh viễn, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ nói qua với hắn, cũng bảo mình không được nói với hắn. Nàng không hiểu, nàng ta đến cùng là vì cái gì? Là yêu mà cha nói tới kia sao? Nhưng lại không giống. Tình yêu giữa nam nữ, không phải cho lẫn nhau sao? Coi như không phải lẫn nhau, cũng nên làm cho đối phương biết được chứ mà từ thái độ nàng bình thường đối với hắn mà xem cũng không giống như loại yêu kia cho nên nàng rất nghi hoặc lấy tu vi cảnh giới nàng bây giờ lấy thiên phú của nàng rõ ràng có thể trôi qua rất tốt rõ ràng có thể tiến thêm một bước vì sao lại muốn thầm lặng hy sinh chính mình để thành toàn cho tên thiếu niên này tình cảm của nhân loại quả nhiên phức tạp không giống nàng có lời gì cứ nói thẳng dù cho muốn giao phối cùng thiếu niên kia nàng cũng trực tiếp nói ở trước mặt. Chờ lần sau có cơ hội, nàng còn muốn nói với hắn chỗ tốt khi giao phối cùng với mình. Nàng còn muốn đưa hắn vào long cung của mình, cho hắn nhìn thấy những trân bảo mà nàng cất giữ, chỉ cần hắn nguyện ý giao phối cùng với nàng, những vật kia đều là của hắn. Trực tiếp như thế tốt biết bao nhiêu, miễn cho lãng phí thời gian cùng tình cảm của nhau. Quanh Trên bầu trời, một tiếng sấm ninh tai nhức óc vang lên. Long Nhi bị hồ rung lên, cuống quýt chìm vào đáy hồ, tránh né. Đối với bất kỳ yêu tộc nào mà nói, thiên lôi đều là đáng sợ nhất kinh khủng nhất, là sợ hãi khắc vào bên trong thực chất. Mà thân ảnh xanh nhạt giữa không trung vẫn đang tụ tập lực lượng nguyệt hoa bốn phía trong sấm sét cuồng bạo. Lạc Thanh Chu ngồi bên trên lá sen, lực lượng bên trong thần hồn đã bắt đầu sung mãn. Thời gian một đêm lặng yên mà qua. Trời tờ mờ sáng. Lạc Thanh Chu mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một hơi khí trắng thật dài, cảm giác toàn bộ thần hồn càng thêm ngưng thực, hồn tâm càng thêm cường đại. Cả tòa Tây Hồ đã gió êm sóng lặng. Trăng sáng không còn, sao trời biến mất, chỉ còn lại một tia gió thu, thổi mặt hồ, tạo nên gợn sóng. Long Nhi đã rời đi. Thân ảnh xanh nhạt lúc này đang đứng bên trên lầu các cách đó không xa, nhìn qua phương hướng mặt trời mới mọc đang muốn dâng lên nơi xa, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lạc Thanh Chu từ từ đứng lên bên trên lá sen, kinh ngạc nhìn nhìn nàng một hồi, thân ảnh lóe lên, bay đi. Bay xuống sau lưng nàng, nhìn thân ảnh mông lung mà quen thuộc của nàng, trong lòng tự nhiên sinh ra một cổ cảm giác thân thiết ấm áp, Lạc Thanh Chu không khỏi có chút hoảng hốt. Hai người đều không nói gì. Một trước một sau, yên tĩnh đứng đó. Lạc Thanh Chu do dự một chút, đột nhiên đi lên trước, đứng ở bên cạnh của nàng, cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, quay mặt chỗ khác, nhìn nàng ở khoảng cách gần. Sau cùng, bóng đêm thối lui. Một tia mặt trời mới mọc dâng lên trên đỉnh núi từ đằng xa, tia sáng màu vỏ quyết nhuộm đỏ đám mây ở chân trời, cũng nhuộm đỏ gương mặt mông lung kia của nàng. Lạc Thanh Chu đột nhiên mở miệng nói. Nguyệt tỷ tỷ có thể triệt hạ vần sáng, để cho ta nhìn lại ngươi không? Thân ảnh xanh nhạt nhìn phía xa mặt trời mới mọc, trầm mặt một hồi, nói. Ta rất xấu. Lạc Thanh Chu nói không, trong lòng ta, Nguyệt tỷ tỷ rất xinh đẹp. Thân ảnh xanh nhạt quay đầu, nhìn về phía hắn. Hai người đều đứng bên trên mái cong, cách rất gần, như vậy mặt đối mặt nhìn, cơ hồ dán cùng một chỗ. Lạc Thanh Chu giật mình, nói. Vậy ta trước hết để cho Nguyệt tỷ tỷ nhìn mặt ta, mặc dù Nguyệt tỷ tỷ đã nhìn qua. Nói xong, hắn thu lại vần sáng trên người, lộ ra một gương mặt bình thường. Hắn giơ tay lên, lại mở ra mặt nạ trên mặt, lộ ra một gương mặt anh tuấn hắn cầm mặt nạ mềm mại nói khẽ nguyệt tỷ tỷ mặc dù giữa chúng ta còn có rất nhiều bí mật mặc dù ta ngay cả ngươi tên gì và ở nơi nào đều không biết nhưng ta tin tưởng ngươi ngươi là bằng hữu chân chính duy nhất mà ta có thể buông xuống bất kỳ cảnh giác gì cũng là bằng hữu duy nhất mà ta nguyện ý thân cận bên trong thế giới thần hồn cho nên ta nguyện ý về sau thẳng thắn gặp mặt nguyệt tỷ tỷ thân ảnh xanh nhạt an tĩnh nhìn hắn một hồi Nói, ta không nguyện ý. Lạc Thanh Chu cứng lại một chút, lại nhìn nàng một hồi, đột nhiên nhớ tới lời Long Nhi nói tối hôm qua. Hắn giải thích, "Nguyệt tỷ tỷ, ta biết ấn tượng của ngươi về một số phương diện của ta có khả năng không tốt lắm, thật ra ta cũng không có háo sắc như ngươi tưởng tượng. Còn có, ta thề, ta cũng không phải ai tới đều không từ chối." Thân ảnh xanh nhạt quay qua gò má tái nhợt nhìn về phía mặt trời mới mọc dân lên nơi xa, thẳng nhiên nói. Không cần giải thích cho ta, về nhà giải thích với nương tử nhà ngươi đi. Nói xong, thân ảnh lóe lên, bay lên giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Bên trong võ quán, Lạc Thanh Chu tiếp tục tu luyện kim can quyền. Từng tầng từng tầng quyền sáo thật mỏng ngưng kết ra bên trên sông quyền, lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, gió lạnh cũng trở nên thấu xương nhưng đối với người luyện võ chút rét lạnh kia không tính là cái gì mỗi đêm lạc thanh chu vẫn như củ luyện tới đổ đầy mồ hôi sức cùng lực kiệt mới trở về mà ban đêm hắn thần hồn xuất khiếu chạy tới tây hồ tu luyện ban ngày luyện võ ban đêm tu hồn trong nháy mắt đã đến lập đông linh dịch nhật nguyệt bảo kính hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa giống như vì thân thể hắn lần trước biến hóa vô luận là linh dịch đen như mực ban đêm ngưng kết hay là linh dịch xanh đậm ban ngày ngưng kết, đều là hiệu quả càng cường đại hơn, một nửa cho thần hồn cùng thân thể của hắn, một nửa cho lôi linh chi căng của hắn. Mà trong những chứa đồ, đoạn rễ cây được linh dịch đổ vào kia, chồi non đã sinh trưởng thành cây giống cao đến nửa mét. Bên trên cây giống sinh ra hai chạc cây, phía trên có vài lá non màu vàng nhạt, nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Khoảng cách thời gian trưởng công chúa rời khỏi kinh đô đã qua hơn nửa tháng. Lạc Thanh Chu vẫn không có đột phá Nhưng gần đây vô luận là ăn uống Hay là nhu cầu của thân thể về linh dịch cùng dược thủy đều tăng lên rất nhiều Hắn biết đây là cơ thể đang xúc tích lực lượng Chuẩn bị đột phá quan ải sau cùng Bất quá hắn cảm thấy hắn không phải là quan ải võ sư hậu kỳ Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được Nội lực bên trong đang hải trong cơ thể cùng lực lượng xúc tích bên trong từng cái huyệt thiếu quá mức cường đại đột phá cảnh giới võ sư hậu kỳ căn bản cũng không cần nhiều lực lượng như vậy cho nên hắn không dám lười biếng mỗi ngày đều đang khắc khổ tu luyện mỗi ngày đều sẽ hấp thu càng nhiều dược thủy cùng linh dịch góp nhặt càng nhiều lực lượng chuẩn bị bắn vọt sau cùng một ngày này chạng vạn tối lạc thanh chu cùng mấy người đao tỷ tu luyện xong chuẩn bị rời đi công gian từ trong nhà đi ra mở miệng nói ngày mai đi vân vụ sơn mạch đi săn mỗi người hai con yêu thú lập tức hắn lại nhìn về phía Lạc Thanh Chu nói. Phi Dương có thể không cần đi. Đây là nhiệm vụ mà mọi đệ tử phân đà mỗi tháng đều phải nhận lấy, Lạc Thanh Chu bây giờ đã là đệ tử thân truyền của Tông Môn, tự nhiên không cần làm những nhiệm vụ này. Bất quá Lạc Thanh Chu hoàn toàn chính xác cần phải đi vân vụ sơn mạch một chuyến. Thuốc của nhị tiểu thư đã sử dụng hết. Hắn cần phải đi vân vụ sơn mạch hái lấy một chút cửu diệp thảo, sau đó lại đi thanh vân quan lấy một chút máu của chu yếm, Tiếp theo còn phải đi đoan vương phủ sinh nam cung tiểu nhị một chút sương sớm trên huyền thiên ngọc nữ thụ. Về phần nước mắt hỏa hồ, chính hắn đã có. Đương nhiên, đi vân vụ sơn mạch thì hắn còn có thể ở bên trong tôi luyện một phen, nói không chừng trực tiếp đột phá ở chỗ này. Hắn cảm giác chính là mấy ngày nay. Hắn bây giờ cũng đã tu luyện kim can quyền đến tầng cuối cùng. Chỉ cần tu vi của hắn đột phá, như vậy, chính là lúc hắn bắt đầu động thủ báo thù gần đây lạc trường thiên mặc dù mặt ngoài cũng không có động tác gì nhưng lại gia tăng giám thị tần phủ vô luận là tần văn chính đi ra ngoài hay là tống như nguyệt đi ra ngoài thậm chí tần nhị tiểu thư đi tiệm sách ở nội thành đều sẽ bị người theo dõi trên đường phố phía ngoài hẻm nhỏ phong diệp cũng nhiều thêm một vào người thân phận không rõ từ những dấu hiệu này đến xem đoán chừng lạc trường thiên sắp động thủ đoán chừng đang chờ đợi một cơ hội cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian giải quyết chuyện này. Nếu như Lạc Ngọc không phải hắn giết, hắn có lẽ không cần cấp bách, nhưng Lạc Ngọc đích thật là bị hắn giết. Năng lực cẩm y vệ tra án, hắn chưa hề kinh thường qua. Coi như Lạc Trường Thiên không có phát hiện hắn chính là hung thủ, nhưng cũng tuyệt đối đã sớm hoài nghi, tên hung thủ này khẳng định càng có quan hệ cùng Tần Phủ. Cho nên, đối phương tuyệt đối sẽ động thủ với Tần Phủ. Nếu như không phải Kiên Kỵ trưởng công chúa cùng Nam Quốc Quận Vương phủ, đoán chừng hắn đã sớm bắt người Tần phủ về nghiêm hình tra tấn truy hỏi. Bây giờ, trưởng công chúa đã đi biên cảnh, Nam Quốc Quận Vương phủ ngoại trừ Nam cung Mỹ kêu ra, quan hệ với Tần phủ cũng không sâu. Mà trưởng tử cùng thứ tử Tần phủ bây giờ đều không ở nhà, cho nên đây là cơ hội tốt nhất để Lạc Trường Thiên động thủ. Trong này, nếu có ý của vị thánh thượng kia, vậy đối phương tự nhiên càng thêm không kiên kỵ ngoại trừ trưởng công chúa ra, ai cũng không cách nào ngăn cản. Trong lòng Lạc Thanh Chu nghĩ đến những vấn đề này, trên đường đi trở về, không nói một lời. Đao tỷ đi theo bên cạnh, gặp sắc mặt hắn không đúng, cũng không có mở miệng quấy rầy. Lúc tách ra ở ngõ hẻm thập bát, đao tỷ mới mở miệng hỏi. Sở phi dương, ngươi ngày mai có đi hay không? Nếu ngươi đi, ta sẽ chờ ngươi, nếu ngươi không đi, ta sẽ sớm rời đi ta còn muốn đi võ quán tu luyện nhiều thêm một hồi lạc thanh chu nhìn về phía nàng nói đi sáng mai đừng quên bánh bột ngô đao tỉ nhếch miệng thuận miệng nói có thời gian ta sẽ làm không có thời gian coi như xong lạc thanh chu một mặt kỳ quái mà nhìn nàng nói không phải cha ngươi làm sao đao tỉ một mặt thản nhiên nói ngay từ đầu là cha ta làm Bất quá từ khi cha ta biết ngươi cướp bánh bột ngô của ta thì không làm cho ta nữa, về sau đều là chính ta làm." Lạc Thanh Chu nói. "Cha ngươi làm sao biết ta đoạt bánh bột ngô của ngươi?" Đào Tỷ nói. "Ta cáo trạng. Cha ta nói lần sau gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, ngươi cũng nên cẩn thận." Lạc Thanh Chu một mặt lo lắng nói. "Là phải cẩn thận, vạn nhất đến lúc ta đánh lại đã thương cha ngươi, vậy cũng không tốt." Đào tỷ không nói gì thêm, nhìn về phía sau lưng hắn. Trong lòng Lạc Thanh Chu rung lên, quay đầu nhìn lại, một hán tử dáng người to lớn đang lộ ra sắc mặt âm trầm đứng ở sau lưng hắn. Đào. Đào thúc thúc. Lạc Thanh Chu biến sắc, hô một tiếng, lập tức cúi đầu chạy trốn. Đào tỷ ở phía sau nhìn có chút hả hê hô. Sở Phi Dương, chớ đi. Đêm nay vào nhà ta ăn cơm, ta tự mình xuống bếp. Lạc Thanh Chu cũng không quay đầu lại, bước nhanh đi xa. Đao Thành không nhìn bóng lưng hắn biến mất tại cửa ngõ, trầm mặt một hồi, quay đầu nhìn về phía nữ nhi của mình, hỏi. Hắn đã thành gia. Đao Tỷ gật đầu nói. Đúng vậy, không phải con đã nói qua cho cha rồi à? Đao Thành không nhìn nàng hỏi. Vậy ngươi thích hắn không? Đao Tỷ cười cười, nói. Cha, ta và Sở Phi Dương chỉ là quan hệ bằng hữu cùng sư tỷ đệ, Nữ nhi nhà ngươi sẽ không thích một người nam tử đã có vợ, hơn nữa còn khắp nơi treo hoa gẹo nguyệt, yên tâm đi. Đao Thành không trầm mặt một lát, chậm rãi nói. Linh nhi, thật ra chỉ cần ngươi thích, coi như hắn thành gia, cũng không có quan hệ. Ta đi Nam Sang Bắc nhiều năm, chuyện gì chưa từng gặp qua. Chỉ cần hắn đối xử tốt với ngươi, có năng lực bảo hộ ngươi, ta đương nhiên sẽ không ra bỗng đánh viên ương. Đao Tỉ một mặt im lặng, nói cha, ta đã nói rất rõ ràng, ta đối với hắn thật không có bất kỳ tình yêu nam nữ gì, ta cũng không có khả năng yêu thích hắn. Nữ nhân bên cạnh hắn nhiều lắm, ta tình nguyện cả một đời không lấy chồng, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho hắn, cha cũng không cần quan tâm. Đào Thành không cao mày nói, cả một đời không lấy chồng. Linh Nhi, ngươi đã 18 tuổi, không thể kéo dài được nữa, nếu như ngươi thật không lấy chồng, về sau cho dù chết cũng không có mặt mũi. Đao tỷ nhắc lời hắn, chỉ đành phải nói. Chờ một chút đi, chờ ta tìm thấy người thích hợp liền gả. Đao Thành không thở dài một hơi, nói: Cũng trách ta, không có bản sự. Đao tỷ vội vàng nói: Cha, không có quan hệ với người, là chính ta. Ai, được rồi, không nói những chuyện này. Đi thôi, về nhà đi, ta còn muốn luyện công đây. Đao Thành không lại thở dài một hơi, không tiếp tục nhiều lời. Hai cha con cùng một chỗ tiến vào hẻm nhỏ. Mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm chậm rãi bao phủ xuống. Cửa ngõ dần dần trở nên tối mờ. Lạc trường thiên mang theo hai tên cẩm y vệ, xuất hiện tại cửa ngõ, đứng tại chỗ hai cha con vừa rồi đang đứng, nhìn về phía trong hẻm nhỏ. Tra rõ ràng chưa? Đại nhân, đã tra rõ ràng, đao thành không là đào phạm năm đó, trên hồ sơ vẫn ghi lại văn thư truy nã hắn, trước đó vẫn giấu kín ở mặt thành. Hắn rất quen với sở phi dương. Không có tra được, bất quá sở phi dương thường xuyên đến nơi này. Vị quận chúa Nam quốc quận vương phủ kia cũng thường xuyên đến nơi này, còn có, vị quận chúa cũng tìm người đi thăm dò qua hồ sơ của đao thành không. Lúc ấy mặt thành hết thảy có bao nhiêu võ giả tu vi võ sư trung kỳ trở lên, tất cả đều tra rõ ràng. Đại khái đều tra rõ ràng, ngoại trừ mặt thành ra, thông phụ cận, cũng đều điều tra qua. Ngoại trừ mấy tên kia ra, chúng ta còn phát hiện nhạc phụ chu bá ước là võ sư hậu kỳ thông qua những lời của các hạ nhân cùng ma ma của tần gia bị sa thải kia nói chuyện phỏng đoán thực lực tần văn chính hẳn là cũng rất mạnh còn có tần gia đại tiểu thư cũng không phải đầu óc xảy ra vấn đề chỉ là không thích nói chuyện kỳ quái là tần gia đại tiểu thư lạc đường mấy năm đều là trống rỗng chúng ta không có ra được bất kỳ dấu vết gì để lại đại nhân những người này hẳn là đều có vấn đề hạ quan cảm thấy nên bắt hết tất cả bọn hắn trở về thẩm vấn, khẳng định sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. Nếu như đại nhân còn có lo lắng, chúng ta có thể âm thầm hành động, tập kích bắt người, để cho bọn họ không kịp phản ứng. Đợi sau khi thẩm vấn xong, nếu có vấn đề, lại thông cáo, nếu như không có vấn đề, thả đi là được. Thánh thượng đã cho chúng ta những quyền lợi này, tự nhiên không sợ bọn họ đi quan phủ cáo trạng. Lạc trường thiên chấp hai tay sau lưng, an tĩnh nghe, gương mặt ẩn giấu trong màn đêm đang bao phủ xuống, không thấy rõ biểu lộ. Lạc Thanh Chu trở lại trong phủ, tắm rửa một cái, ngâm dược thủy, hấp thu linh dịch, nói một hồi cùng Tần Nhị tiểu thư, lại đi trích tiên tư tu luyện. Tần nhị tiểu thư thì khoác lên áo lông chồn thật dày đi linh thiền nguyệt cung. Lạc Thanh Chu không có thời gian đi kể chuyện xưa cho đại tiểu thư, nàng bồi tiếp đi nói chuyện. Ban đêm, nhiệt độ không khí thấp hơn, gió lạnh thổi vào người, mang theo hơi lạnh thấu xương, thâm nhập sâu vào trong cơ thể. Từ khi trời giá rét, tần nhị tiểu thư lại bắt đầu thỉnh thoảng ho khan. Tần văn chính gần đây bận việc làm ăn, nghe nói thế, lập tức chuẩn bị hai ngày nữa sẽ đi vân vụ sơn mạch ngắt lấy thảo dược. Về phần những dược vật khác, thì cần lạc thanh chu ra tay. Lúc ăn cơm, Tống Như Nguyệt nói. Ta ngày mai đi tìm Mỹ Kiêu, để nàng hai ngày nữa cùng Thanh Chu cùng đi đoan vương phủ một chuyến, sau đó lại đi tìm sở công tử xin nước mắt hỏa hồ. Còn có máu chu yếm, đến lúc đó chúng ta cùng đi thanh vân quang. Những dược vật này, Lạc Thanh Chu đều đã quyết định tự mình đi giải quyết, bất quá cũng không có nhắc mọi người. Lúc này bên trong hậu hoa viên Trích Tiên cư, Lạc Thanh Chu đang cùng hạ thiền luyện kiếm. Hai người phối hợp, đã đến cảnh giới hai người hợp nhất, cơ hồ không phân rõ người nào là người nào. Sau khi luyện kiếm, toàn thân hai người phát nhiệt. Lạc Thanh Chu ôm nàng vào trong phòng, lần nữa hai người hợp nhất tu luyện một loại công pháp khác. Gần đây trong thân thể Lạc Thanh Chu, tràn đầy lực lượng, đang hải cùng từng cái huyệt khiếu đều có một loại cảm giác phồng lên, giống như lại thêm một chút lực lượng sẽ bạo nổ ra. Mỗi lần tu luyện xong, thân thể đều cực kỳ nóng bức, lực lượng trong cơ thể cũng dao động bất an. Nếu như không phát tiết một chút, chỉ sợ không chịu nổi. Trời tối. Hắn nằm ở trên giường nói chuyện một hồi với Tần Nhị tiểu thư. Đợi Nhị tiểu thư ngủ, hắn lại vụng trộn ra ngoài đi gian phòng của tiểu điệp trong phòng thu nhi cùng tiểu điệp đang ở trên giường nói chuyện hai tiểu nha đầu đều không mặc đồ đang thảo luận làm cái yếm mới lúc trạng sáng lạc thanh chu hài lòng về tới gian phòng của tần nhị tiểu thư sau đó thần hồn xuất khiếu một đường tu luyện phi kiếm đi tây hồ đi vào tây hồ trên bầu trời vậy mà đã nổi lên bông tuyết long nhi vẫn như củ trần trụi một đôi chân ngọc tuyết trắng quần áo đơn bạc đứng bên trên lá sen, đang ngẩng lên gương mặt yêu mị, nhìn qua bông tuyết bay xuống trên bầu trời đêm, đang suy nghĩ cái gì. Lạc Thanh Chu không nhìn thấy Nguyệt tỷ tỷ bay xuống ngồi bên trên một mảnh lá sen, bắt đầu tu luyện. Chờ hắn mở mắt ra, thân ảnh xanh nhạt đã vô thanh vô tức đứng ở trước người hắn, đang an tĩnh nhìn hắn. Ngươi sắp đột phá rồi. Thân ảnh xanh nhạt gặp hắn mở mắt ra, thản nhiên nói. Lạc Thanh Chu nghe vậy ngay ra một lúc, đứng lên nói. Nhục thân sao? Hắn vô ý thức cho rằng nàng nói là nhục thân của hắn. Bởi vì nhục thân của hắn hoàn toàn chính xác sắp đột phá rồi. Thân ảnh xanh nhạt trầm mặt một chút, nói: "Nhục thân cùng thần hồn đều sắp đột phá." Lạc Thanh Chu nghi ngờ nói: "Nguyệt tỷ tỷ làm sao biết nhục thân ta cũng sắp đột phá?" Thân ảnh xanh nhạt nói: "Bên trong thần hồn đó có thể thấy được." Trong lòng Lạc Thanh Chu hiếu kỳ, nói: từ nơi nào nhìn ra được. Thân ảnh xanh nhạt không tiếp tục trả lời, lại nhìn hắn một hồi, nói. Ngươi từ giả du, cho tới bây giờ luyện thần cảnh hậu kỳ, dùng thời gian không đến một năm, hiện tại lại sắp đột phá đến phân thần cảnh. Nói đến đây, nàng dừng một chút, ngữ khí thản nhiên nói. Ngươi rất lợi hại. Lạc Thanh Chu nghe được nàng khích lệ, giống như học trò nhận lấy khích lệ của lão sư, khiêm tốn nói. Là Nguyệt Tỷ Tỷ lợi hại, nếu như không có nguyệt tỷ tỷ hỗ trợ ta nào sẽ đi đến một bước này đoán chừng nhiều nhất vẫn là cảnh giới nhật du lúc này long nhi bay tới hưng phấn nói công tử thần hồn từ dạ du đến phân thần cảnh nghe ta cha nói cho dù là thiên tài lợi hại nhất cũng chí ít cần thời gian ba năm ngươi không đến một năm đã muốn đột phá cũng không chỉ lợi hại như tỷ tỷ nói đơn giản như vậy quả thực là thiên hạ vô địch lạc thanh chu vẫn như cũ nói là nguyệt tỷ tỷ dạy tốt long nhi nhìn thân ảnh xanh nhạt bên cạnh một chút nhìn không được nói tỷ tỷ cũng không chỉ dạy ngươi nàng còn thân ảnh xanh nhạt nhìn về phía nàng long nhi vội vàng sửa lời nói công tử chờ đến phân thần cảnh long nhi đưa ngươi một kiện bảo bối lạc thanh chu nghe được bảo bối cái từ này đột nhiên nghĩ đến tiểu nguyệt gần đây gửi tin nhắn cho tiểu nguyệt cũng không có đạt được câu trả lời duy nhất đạt được một lần hồi âm là đừng phiền ta chờ một lúc lại nói chuyện sắp tấn cấp cho tiểu nguyệt nhìn nàng phản ứng ra sao nha đầu nhiều bảo vật kia cũng đừng xảy ra chuyện gì nha hắn hiện tại đang ở thời điểm cần các loại bảo bối bầu trời vẫn như cũ tung bay đầy bông tuyết bóng đêm đã lặng yên rút đi phía trên tây hồ vẫn như cũ là một mảnh lờ mờ gió hồ thổi tới lạnh thấu xương băng hàng Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua chân ngọc tuyết trắng dưới váy Long Nhi, nhịn không được nói. "Long Nhi cô nương, ngươi không lạnh sao?" Long Nhi lắc đầu, nói: "Công tử, Long Nhi không chỉ có không lạnh, còn rất nóng. Nếu không phải công tử cùng tỷ tỷ ở đây, Long Nhi chuẩn bị cởi hết sạch y phục đó chứ." Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua váy áo thật mỏng trên người nàng, không tiếp tục để ý tới nàng, nhìn về phía thân ảnh xanh nhạt trước mặt, nói đùa: "Nguyệt tỷ tỷ chờ ta tấn cấp, ngươi cho ta lễ vật gì? Thân ảnh xanh nhạt nhìn bông tuyết bay xuống phía xa, không nói gì. Lạc Thanh Chu nhìn chầm chầm gương mặt mông lung của nàng một hồi, nói. Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta đến lúc đó đưa ngươi một kiện lễ vật đi. Thân ảnh xanh nhạt dừng một chút, đưa mắt nhìn về phía hắn. Bên trong bụi hoa sen, yên tĩnh im ắng. Hừng đông. Thần hồn Lạc Thanh Chu trở về cơ thể, rời khỏi giường trên mặt kính nhật nguyệt bảo kính đã ngưng kết hai dọc linh dịch. Màu sắc linh dịch đã từ màu đen như mực, biến thành màu đen nhạt, bên trong giống như có tinh quang đang lóe lên. Lạc Thanh Chu thu hồi linh dịch, lật nhật nguyệt bảo kính qua mặt khác, đi ra khỏi gian phòng. Thu Nhi sớm đã thức dậy, nghe tiếng tới hầu hạ hắn mang giày, rửa mặt. Về phần hắn muốn đi đâu, tự nhiên không có hỏi nhiều. Lạc Thanh Chu nhìn gương mặt thanh lệ kiều nộn của nàng, nghĩ đến tối hôm qua nha đầu này hèn mọn ôn nhu hầu hạ không khỏi cúi đầu xuống hôn một cái lên miệng nhỏ của nàng nói thu nhi muốn lễ vật gì cô gia đêm nay trở về mua cho ngươi thu nhi cười nói nô tỳ cái gì cũng không cần cô gia mua cho tiểu điệp là được lạc thanh chu cầm tay nhỏ mềm mại của nàng nói mua cho tiểu điệp cũng cho ngươi mua muốn cái gì thu nhi suy nghĩ một chút nói mất quả đi cô gia cũng nhớ mua một chuỗi cho châu nhi nha lạc thanh chu quay đầu nhìn thoáng qua châu nhi đang núp ở góc rẽ hành lang cách đó không xa nhìn lén bọn hắn lạc thanh chu cố ý nói khi không được nàng tối hôm qua lại không có hầu hạ ta thu nhi cười nói thế để châu nhi đêm nay hầu hạ cô gia lạc thanh chu nói ta cũng không dám trên người nàng mang theo phi đao ta sợ nàng đột nhiên cho ta một đao nói xong phất phất tay đi ra tiểu viện thu nhi ở phía sau cười đợi sau khi hắn ra cửa nhìn sang hành lang nói châu nhi ngươi nhìn ngươi cả ngày múa đau lộng thương ngay cả cô gia cũng sợ ngươi châu nhi đi ra khỏi góc trẻ khẽ nói cô gia mới không sợ ta cô gia chỉ ghét bỏ dáng dấp ta xấu mà thôi dứt lời đi xuống hành lang lấy ra phi đao nhắm chuẩn góc tường cách đó không xa phi đao phốc một tiếng đâm vào hồng tâm của bia ngắm bên trên góc tường. Lạc Thanh Chu trước đi Linh Thiền Nguyệt cung một chuyến, đem hai bé thỏ trắng mang lên trên người. Lúc ra cửa cẩn thận từng ly từng tí. Đi vào hẻm nhỏ, thần hồn xuất khiếu, nhìn rõ vị trí người theo dõi, trực tiếp nhảy qua tường viện bên cạnh, từ hậu viện nhà khác đi lên nóc nhà. Chờ khi đến thành Nam, nên ngang đi ra từ trong ngõ nhỏ. Đao Tỷ đã cầm bánh bột ngô, đang chờ ở cửa ngõ hai người đi võ quán tụ hợp cùng bốn người trương viễn sơn cùng lúc xuất phát trước khi đi công gian lại dặn dò trên đường không nên gây chuyện đương nhiên cũng không cần sợ phiền phức các ngươi bây giờ đã là đệ tử chính thức của lăng tiêu tông không được làm tông môn mất mặt sáu người cung kính đáp ứng ra cửa ngồi xe ngựa đến thập lý đình ngoài thành mấy người lại đi chuồng ngựa thuê ngựa lạc thanh chu còn chưa trả tiền người của chuồng ngựa đã dắt một con ngựa toàn thân trắng như tuyết, thần tuấn dị thường tới, cung kính nói. Sở công tử, đây là bạch mã của ngươi, quận chúa đưa cho ngươi. Về sau lúc công tử ra cửa, bất cứ lúc nào đều có thể tới đây dắt, khi trở về, cũng có thể trực tiếp đặt ở đây. Lạc Thanh Chu nghe vậy kinh ngạc một chút, nói. Quận chúa tới qua lúc nào? Mã Phu cung kính nói. Quận chúa mấy ngày nay cũng không tới qua, chỉ là sáng nay để cho người ta đến thông báo nói sở công tử hôm nay muốn tới dùng ngựa cho nên tiểu nhân sớm đã chuẩn bị xong lạc thanh chu nói chuồng ngựa này của các ngươi mã phu cúi đầu nói chuồng ngựa này là sản nghiệp của nam quốc quận vương phủ công tử vô luận thích một con ngựa nào bên trong đều có thể dắt đi chủ nhân nói về sau đây chính là sản nghiệp của công tử lạc thanh chu mấy người trương viễn sơn bên cạnh vừa kinh ngạc vừa hâm mộ sở tiểu tiểu lập tức hưng phấn nói tứ sư huynh về sau chúng ta tới nơi này dùng ngựa có phải đều không cần bỏ tiền hay không lạc thanh chu nhìn nàng một cái nói về sau cần đưa tiền gấp đôi sở tiểu tiểu kinh ngạc hỏi vì cái gì lạc thanh chu nói ngươi gặp qua người làm ăn nào không phải vô cùng tàn nhẫn hố người một nhà tất cả mọi người là sư huynh đệ ta coi như hố các ngươi các ngươi cũng sẽ không đánh ta đúng không đánh hắn đao tỉ đá một cước về phía hắn sở tiểu tiểu cũng ra vẻ tức giận quơ nắm tay nhỏ mấy người vui đùa ầm ĩ một phen nắm con ngựa của mỗi người rời đi tiền khẳng định vẫn là cần đưa bởi vì chùm ngựa này hiện tại vẫn là của nam quận vương phủ nếu ngay cả chút món lời nhỏ ấy đều tham người ta sẽ nghĩ bọn hắn thế nào tứ sư huynh ngươi thật lợi hại thậm chí ngay cả quận chúa Nam Quốc quận Vương Phủ chọc đưa đến tay. Về sau ăn ngon uống say, cũng đừng quên những sư đệ sư muội nghèo hèn như chúng ta nha. Sở tiểu tiểu ngồi trên lưng ngựa, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Lạc thanh chu vỗ vỗ con ngựa dưới hông, thở dài một hơi. Chu bá ước ở một bên cũng mở miệng nói. Ban đầu ở mặt thành, ta đã nhìn ra vị quận chúa kia đối xử tứ sư huynh khác biệt những người khác, không nghĩ tới vậy mà đến kinh đô còn đụng phải, hơn nữa còn ở cùng một chỗ. Lạc Thanh Chu nhịn không được nói. Các ngươi vì cái gì không nghĩ, thật ra là vì quận chúa kia thu ta tới tay. Ta thật ra là bị buộc đây này. Hừ, không muốn mặc, được tiện nghi còn khoe mẻ. Đao tỷ khinh bỉ hắn một câu. Mấy người cưỡi ngựa, nói một lát, thúc ngựa bắt đầu chạy nhanh. Chờ sắp đến vân vụ sơn mạch, mặt trời đã sớm dâng lên cao. Trước cửa quán trà, một bàn khách nhân đang ngồi đang ăn bữa sáng trò chuyện nhìn thấy mấy người bọn họ đều tạm thời ngừng nói hai bên hai mắt nhìn nhau đều kinh ngạc trên bàn có ngồi năm võ giả người mặc trang phục màu đen ba nam hai nữ lại là môn hạ đệ tử của vị kim sư thúc kia ở thủy thành phân đà một thiếu nữ trong đó tự nhiên là vân nguyễn nhu trước đó bỏ lỡ cơ hội trở thành đệ tử nội môn mà người còn lại là một nữ tử hơi mập gọi trương trân trong đó Nam tử cầm đầu thì là đại sư huynh Thủy Thành phân Đà, từng lên lôi đài thu trong tay Lạc Thanh Chu, tên Lôi Dương. Hai bên nhìn lẫn nhau, an tĩnh một hồi. Trương Viễn Sơn dẫn đầu đi tới, chắp tay nói: "Sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ, thật là khéo." Lôi Dương lộ vẻ mặt không biểu tình, chắp tay nhưng không có lên tiếng. Đệ tử khác đều là sắc mặt khó coi, lại cũng không dám nói chuyện, ánh mắt đều nhìn về thiếu niên sau lưng Trương Viễn Sơn, ánh mắt phức tạp. Đối với những đệ tử ngoại môn bọn hắn mà nói, bình thường đừng nói là gặp đệ tử thân truyền, ngay cả đệ tử nội môn cũng rất ít gặp, nếu như lúc này gặp đệ tử thân truyền khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ rất cung kính, rất kích động tiến lên đáp lời. Nhưng giờ phút này nhìn thiếu niên trước mắt vượt qua tất cả mọi người dự kiến, được tông môn chọn làm đệ tử thân truyền, bọn hắn đều ngồi trên ghế, không có đứng dậy. Thứ nhất, bọn hắn cảm thấy hắn không xứng. Thứ hai, bởi vì hắn hại Vân sư muội nhà bọn hắn không thể trở thành đệ tử nội môn, mà liên lụy bọn hắn. Nếu không phải tỷ thí lần này, bọn hắn sẽ lấy được ban thưởng càng nhiều tài nguyên tu luyện. Bây giờ, bọn hắn trở thành trò cười. Bởi vì trước khi tỷ thí, bọn hắn đã biết được tin tức Vân sư muội của bọn hắn đã được dự định là đệ tử nội môn, cho nên bọn hắn khoe khoang với những sư huynh đệ khác mà mình quen biết, kết quả thành trò cười bọn hắn cảm thấy tất cả mọi việc đều do thiếu niên này tạo thành có thể không hận sao trương viễn sơn thấy đối phương không nguyện ý để ý tới cũng không tiếp tục nhiều lời chắp tay cùng sư đệ sư muội nhà mình ngồi qua một bàn khác nữ tiểu nhị tên là tiểu thất đi ra dắt ngựa của mấy người vào chuồng ngựa phía sau chuẩn bị cỏ khô sau đó đi ra hỏi bọn hắn cần dùng gì mấy người đều lấy một bàn thịt bò và mấy cái bánh bao cùng nước trà bởi vì tiến vào vân vụ sơn mạch có khả năng cần bôn ba một ngày buổi sáng ăn chút đồ nóng tự nhiên thoải mái hơn nhiều nhiệt độ không khí trên núi thấp hơn trên lá cây sớm đã kết đầy băng sương tiểu thất bưng ra bánh bao cùng thịt bò nóng hôi hổi lại cho mấy người một bình trà nóng lớn mấy người cúi đầu ăn cơm đều không nói gì lúc này vân nguyễn nhu lại bưng một chén nước trà đi tới đứng ở bên cạnh lạc thanh chu nói khẽ sở sư huynh nguyễn nhu trước kia lỗ mãn xúc động giờ xin lỗi sở sư huynh, còn xin sở sư huynh không cần để ở trong lòng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không nói gì, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Vân Nguyễn Nhu uống vào mấy ngụm, chủ động nói. Sư phụ mang theo những người khác về trước Thủy Thành, chúng ta nghe nói Vân Vũ Sơn Mạch có nhiều yêu thú, cho nên muốn lưu lại tôi luyện một phen. Đây là chúng ta lần thứ ba đến đây, không nghĩ tới trùng hợp gặp được các vị sư huynh sư tỷ cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi song phương vẫn là đồng môn. Đao tỷ mở miệng hỏi: "Vậy các ngươi ở nơi nào?" Vân Nguyễn Nhu êm ái nói: "Ở nhờ một sơn thôn ở gần đây, nơi đó có hoàn cảnh rất tốt, rất thích hợp tu luyện." Đao sư tỷ, chờ có thời gian, chúng ta đi vào trong thành bái phỏng tôn sư bá và các vị một chút." Đao tỷ gật đầu nói: "Tốt, sau khi trở về ta sẽ nói một tiếng với sư phụ." Vân Nguyễn Nhu nhìn về phía thiếu niên trước mặt, nói Sở sư huynh, cơ hội tốt như vậy, vì sao ngươi không ở lại trong tông môn tu luyện? Tài nguyên tu luyện bên trong tông môn khẳng định tốt hơn bên ngoài rất nhiều. À sở sư huynh, ngươi là được phong chủ kiếm phong thu làm đệ tử thân truyền sao? Tông môn chỉ tuyên bố ngươi được thu làm đệ tử thân truyền, tất cả mọi người còn không biết ngươi ở bên trên ngọn núi nào đây. Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng nói. Ta tạm thời cũng không biết. Vân Nhu nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói. Sở huynh không muốn nói. Đây không phải bí mật gì. Lạc Thanh Chu nói. Có thể là kiếm phong, cũng có thể là là bắt vọng phong cùng các phong khác. Mấy phong chủ đều đang tranh đoạt, còn không có kết quả, cho nên ta cũng không biết ta cuối cùng sẽ đi ngọn núi nào. Vừa nghe lời này, mí mắt Vân Nguyễn Nhu lập tức nhảy mấy lần, trên mặt cố nặng ra vẻ tươi cười. Thật sao? lạc thanh chu một mặt chân thành nói đúng thế vân nguyễn nhu đối mặt ánh mắt hắn dừng một chút cười nói chắc hẳn sở sư huynh còn ẩn giấu đi thiên phú hơn người khác bằng không thì cũng sẽ không dẫn tới mấy vị phong chủ tranh đoạt chúc mừng sở sư huynh về sau sở sư huynh chắc chắn tiền đồ vô lượng lạc thanh chu nói đa tạ nói xong tiếp tục cúi đầu ăn thịt bò không để ý tới nàng vân nguyễn nhu lại nhìn hắn một chút nở nụ cười, cúi thấp đầu, cáo từ thối lui. Đợi nàng xoay người, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Mấy người Lạc Thanh Chu ăn điểm tâm xong, người bên trên một bàn khác sớm đã rời đi, võ giả khác mới tới một bàn, ngồi xuống thảo luận chuyện Lăng Tiêu Tông và Độc Nhãn Ngưu. Nghe nói lần này Lăng Tiêu Tông phái ra một tên trưởng lão, cùng hơn 10 đệ tử nội môn, nghe nói còn có một đệ tử thân truyền, chuyên môn lên núi vây quét Độc Nhãn Ngưu. Lần này Lăng Tiêu Tông đoán chừng làm thật độc nhãn ngưu đám hỗn đảng kia thật sự không có mắt ngay cả gia quyến trưởng lão lăng tiêu tông cũng dám giết nghe nói đại nhi tử vị trưởng lão kia bị người độc nhãn ngưu giết nếu không phải có một tên võ giả đi qua hỗ trợ thê tử cùng tiểu nhi tử của vị trưởng lão kia cũng có thể sống không được độc nhãn ngưu tung hoành vân vụ sơn mạch nhiều năm không dễ tìm những tông môn kia thường xuyên phát xuống nhiệm vụ để đệ tử trong môn săn giết kết quả đều không công mà lui lần này cũng chưa chắc sẽ tìm được tên kia tên kia thế nhưng được gọi là cường đạo vương bên trong vân vụ sơn mạch mấy người trương viễn sơn nghe bọn hắn nghị luận hai mặt nhìn nhau đi thôi mấy người không có trò chuyện nhiều rời đi quán trà đi đường nhỏ lên núi cùng lúc đó ngoại thành kinh đô ngõ hẻm thập bát thành nam bên trong đao phủ đao thành không đang giơ một thanh đại đao vòng vàng nhíu mày trầm tư ở tiền viện cửa sân đột nhiên bị người đẩy ra sau khi tiến vào dãy núi sáu người chia ba tổ hai người một tổ tìm kiếm yêu thú nhiếp vân dung chủ động đưa ra yêu cầu muốn cùng lạc thanh chu một đội lạc thanh chu quả quyết từ chối hắn cũng không muốn mang máy giám thị chạy khắp nơi đến lúc đó đi tiểu mấy lần tiểu bao xa đều muốn bị truyền đến quận chúa nơi đó sở tiểu tiểu lập tức mở miệng nói tứ sư huynh vậy ta đi cùng ngươi một chỗ đi lạc thanh chu lắc đầu nói ngươi quá dông dài ta không muốn cùng một chỗ với ngươi ta và bá ước cùng một chỗ sở tiểu tiểu lập tức chu miệng một mặt u oán trương viễn sơn suy nghĩ một chút nói tứ sư đệ ngươi và đao sư muội đi cùng một chỗ đi ta và nhiếp sư muội cùng một chỗ bá ước và tiểu tiểu sư muội cùng một chỗ như thế này phối hợp an toàn một chút ngươi và bá ước đều là tu luyện quyền pháp thực lực cũng là mạnh nhất bên trong mấy người chúng ta nếu hai người các ngươi đi cùng một chỗ mấy người chúng ta không dễ chia tổ. Lạc Thanh Chu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn đao tỷ bên cạnh một chút, nói. Có thể, nghe đại sư Huynh. Những người khác không có ý kiến. Lúc gần đi, sở tiểu tiểu thầm nói. Quả nhiên, tứ sư Huynh có ý đồ với đao sư tỷ. Lạc Thanh Chu mặc kệ nàng, cùng đao tỷ đi về phía u cốc. Sau khi mấy người tách ra, đao tỷ cố ý mở miệng hỏi. Sở phi dương, ngươi không phải thật có ý đồ với ta đó chứ lạc thanh chu quay đầu nhìn nàng một cái nói sư tỷ chỉ là ý đồ gì đao tỷ nhíu mày nói ta làm sao biết ta đang hỏi ngươi đây lạc thanh chu nhìn thoáng qua bắp đùi thon dài của nàng không nói gì thêm đao tỷ lập tức một mặt kinh ngạc nói sở phi dương ngươi vậy mà lại nhìn chân ta không phải là chân thôi sao lạc thanh chu nói ta cảm thấy chân của sư tỷ hẳn là rất thúi. Đao tỷ tung một cước đá lên cái mông của hắn, bị hắn tinh chuẩn né tránh. Sau khi tiến vào rừng cây tươi tốt, hai người không nói thêm gì nữa, tập trung tinh thần, tai nghe tám phương, chú ý đến gió thổi cỏ lay bốn phía. Một đường cũng không nhìn thấy yêu thú. Lạc thanh chu xe nhẹ đường quen, trực tiếp tiến vào u cốc trước mặt. Đao tỷ nghi ngờ nói. Sở phi dương, tới đây làm gì? Lạc Thanh Chu cũng không giấu giếm, nói Ta lần này đến, chủ yếu vì ngắt lấy một chút thảo dược, trong nhà có người cần. Đào tỷ nghe vậy, hỏi Thảo dược gì, ta giúp ngươi tìm. Lạc Thanh Chu một bên tìm kiếm khắp nơi, một bên nói Cửu diệp thảo, một loại độc dược, thân cây là màu đỏ thẫm, lá cây màu xanh sẫm, hết thảy có chín mảnh lá. Phần lớn đều là sinh trưởng đơn độc, bốn phía thì có cây thưa thớt. Đao Tỷ ghi ở trong lòng, từ bên trái tìm kiếm. Hai người dần dần đi vào chỗ sâu trong u cốc. Một lát sau, ánh mắt Lạc Thanh Chu đột nhiên ổn định ở trên sườn núi trước mặt, nhìn kỹ vài lần, lập tức lướt tới. Trên sườn núi, một gốc cửu diệp thảo đang một mình sinh trưởng ở bên trong khe hở nham thạch, đón gió chập chờn. Lạc Thanh Chu dừng ở cách đó không xa, cẩn thận quan sát một hồi, xuất ra cây quất và một cái hộp gỗ, đi lên dốc núi. Đao Tỷ thấy thế, cũng theo tới. Lạc Thanh Chu đi vào chỗ gần cửu Diệp Thảo, ngồi xổm xuống, dùng cây quốc đào cả rễ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất vào hộp gỗ. Đào tỷ hỏi, còn cần nhiều nữa không? Lạc Thanh Chu nói, một gốc là đủ rồi, một lần chỉ cần một mảnh lá. Đáng tiếc cửu Diệp Thảo này rất kén chọn hoàn cảnh, chỉ có thể sinh trưởng ở u cốc nơi này, mang rất nhanh sẽ khô héo, cho nên ta mỗi tháng đều cần tới một lần. Đào tỷ nhìn hắn một cái, do dự một chút, nói: "Là vì chữa bệnh cho nương tử nhà ngươi sao?" Lạc Thanh Chu sắp xếp gọn hộp gỗ, đứng lên nói: "Đúng thế." Đào tỷ thở dài một hơi, nói: "Ta gặp qua nương tử nhà ngươi, nhìn ôm nhu nhu nhược, sắc mặt không tốt lắm, hẳn là bệnh thật lâu. Không thể trị tận gốc sao?" Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng nói: "Đương nhiên có thể trị tận gốc, bất quá cần một chút thời gian." Đao tỷ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Lạc Thanh Chu đi xuống dốc núi, nói. Đi thôi, đi tìm yêu thú, ta cũng muốn kiếm nhiều tiền một chút, thuận tiện thử một chút kim can quyền vừa tấn cấp. Đao tỷ theo sau lưng nói. Sở phi dương, ta cảm thấy ngươi rất mâu thuẫn. Lạc Thanh Chu nói. Chỗ nào mâu thuẫn? Đao tỷ nói. Ngươi rõ ràng yêu nương tử nhà ngươi như vậy, lại hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, trêu chọc nữ tử khác có chút nam tử bản tính lương bạc vô tình không để ý không hỏi thê tử nhà mình ghét bỏ các loại mỗi ngày ra ngoài ăn chơi đàn điếm lêu lổng cùng nữ tử khác cái này mới bình thường bởi vì bọn hắn là người xấu mà ngươi ta cũng không biết nên nói ngươi là người xấu hay là người tốt cho nên cảm thấy ngươi rất mâu thuẫn lạc thanh chu không khỏi dừng bước lại nhìn nàng nói con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta khắp nơi hái hoa ngắt cỏ Đao tỉ nhíu mày nói. Không có sao. Dừng một chút, nàng đột nhiên lại nói. Còn giống như thật không có nhìn thấy. Vị nam cung quận chúa kia giống như cũng là chủ động dán theo ngươi, từ mặt thành đuổi sát đến kinh đô, đều là nàng đang dây dưa ngươi, chủ động cho không ngươi. Lạc thanh chu thở dài một hơi nói. Muốn trách thì trách ta quá ưu tú. Ta không tạo gió mưa, gió mưa lại đuổi theo ta, ta không nhìn minh nguyệt, Minh Nguyệt lại một mực chiếu vào ta. Xuống Mỹ. Đao tỷ nhếch miệng, nhưng lại không thể không thừa nhận nói. Sở Phi Dương, ngươi thật sự rất ưu tú. Suy nghĩ kỹ một chút, người như ngươi văn có thể trạng nguyên, võ có thể vô song, có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi, cũng là bình thường. Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng nói. Những nữ hài tử kia bao gồm cả sư tỷ ngươi sao? Đao tỷ dừng một chút, một mặt thản nhiên nói bao gồm cả ta. Nếu như ngươi không có thành thân, ta khẳng định sẽ thu ngươi vào tay, bất quá ngươi đã thành thân, mà bên người còn có nhiều nữ tử ưu tú hơn ta, ta đương nhiên sẽ không tự tìm nhục nhã. Đao Linh ta dù cho cả một đời không gả, một đời không muốn nam nhân, cũng tuyệt đối sẽ không tìm người có vợ. Lạc Thanh Chu khen. Có chí khí. Bất quá sư tỷ, ta muốn thanh minh một chút, mặc dù bên cạnh ta hoàn toàn chính xác có rất nhiều nữ tử nhưng ta đối xử tất cả đều như nhau, ta sẽ không bất công. Đào tỷ liếc xéo hắn, nói. Ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Ngươi muốn làm gì? Lạc Thanh Chu nói. Sư tỷ đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nói cho sư tỷ, ta không phải người có mới nới cũ. Nếu như sư tỷ về sau thực sự không lấy được chồng, lại còn thích ta, có thể để cho ta. Xóa. Không đợi hắn nói xong, đao bản rộng trong tay đao tỉ lóe lên hàng mang, một đao bổ về phía hắn, hừ lạnh nói. Muốn cho ta đi làm thiếp ngươi, ngươi hỏi trước một chút đao trong tay của ta có đáp ứng hay không? Lạc Thanh Chu lách mình né tránh, nói. Sư tỷ hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, nếu như sư tỷ về sau thực sự không gả được, lại muốn ngày ngày nhìn thấy ta, có thể đi làm vú em cho hài tử nhà ta, loại vú em không cho bú, chỉ chơi với hài tử kia. Ngươi đi chết đi lông mày đao tỉ dựng lên trừng mắt đao bản rộng trong tay lạc 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 trảm mạnh về phía hắn lạc thanh chu lập tức chạy ra ngoài hai người đuổi nhau trong chốc lát tiến vào chỗ sâu trong vân vụ sơn mạch bắt đầu tìm kiếm yêu thú giữa trưa hai người gặp được một trư yêu không cần lạc thanh chu động thủ đao tỉ trực tiếp liền vung đao giải quyết lạc thanh chu không có yêu cầu nhiệm vụ cho nên trước hết tặng cho nàng buổi chiều hai người đã xuyên qua đầm lầy tiến vào chỗ càng sâu trong vân vụ sơn mạch. Hai người rất nhanh lại phát hiện một hổ yêu. Hổ yêu kia cực kỳ cơ cảnh, nhìn thấy bọn hắn cũng không có xông lên tấn công, trực tiếp quay đầu liền chạy. Hai người ở phía sau đuổi theo không bỏ. Nhưng hổ yêu rất tin tường địa hình nơi đây, lộn vòng nhảy vọt mấy cái đã chạy mất dạng. Hai người đang chuẩn bị đi nơi khác tìm kiếm con mồi, đột nhiên ngửi được một mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Mùi máu tươi này đối với bọn hắn mà nói tự nhiên hết sức quen thuộc. Hai người lần theo mùi máu tươi nhìn lại, phía trước là một mảnh rừng cây, cối cây thưa thớt, một ít nhánh cây cây bị chặt đứt chỉnh tề, mấy cây đại thụ cũng đổ trên mặt đất, hiển nhiên có người ở nơi đó đánh nhau. Sở phi dương, đi, đi xem một chút. Đao tỷ nắm chặt đao trong tay, lập tức lướt tới. Lạc thanh chu mặc dù không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng gặp nàng đã đi qua, đành phải đi theo, ánh mắt nhìn về bốn phía trên mặt đất có thi thể, a, à, tựa như là đệ tử của Kim Sư Thúc. Đao tỷ lướt vào rừng cây, lập tức nhìn thấy trên mặt đất có nằm một cổ thi thể, đi đến chỗ gần xem xét, lại là một người đệ tử trong mấy tên đệ tử của Thủy Thành trước đó mới nhìn thấy. Lạc Thanh Chu đi vào chỗ gần, định mắt nhìn lại, là một nam tử trẻ tuổi người mặc trang phục màu đen, đích thật là đệ tử của vị Kim Sư Thúc kia. Nhìn xem, vừa bị người giết không lâu. Lạc Thanh Chu đang muốn kiểm tra, Đao tỷ đột nhiên chỉ vào phía trước nói. Nơi đó còn có. Hai người lập tức nhanh chân chạy tới trước. Quả nhiên, trên đồng cỏ ngoài mấy chục thước lại xuất hiện một cổ thi thể, vẫn như cũ là đệ tử của vị kim sư thúc kia. Cổ tên đệ tử này trực tiếp bị lợi khí chặt đứt, đầu cơ hồ rớt xuống, tử trạng cực thảm. Vẽ mặt hai người nghiêm túc. Lạc Thanh Chu ngồi xuống, đưa tay sờ một chút nhiệt độ cơ thể của thi thể, lại còn rất ấm. Xem ra vừa tắt thở không lâu. Đúng vào lúc này, dốc núi xa xa phía trước đột nhiên ẩn ẩn truyền đến một nữ tử tiếng khóc cùng tiếng cười của mấy tên nam tử. Đao Tỷ lập tức nắm chặt đao trong tay, nhanh chóng lướt tới. Lạc Thanh Chu đành phải đứng dậy, đi theo, đồng thời hồn lực tập trung, ánh mắt và nhĩ lực đều càng thêm bén nhạy chú ý đến động tĩnh bốn phía. Hai người rất mau đến chỗ dốc núi, trong tai càng thêm rõ ràng nghe được tiếng khóc nữ tử cùng tiếng cười của mấy tên nam tử bọn hắn trèo lên nham thạch, nhìn xuống dưới. Trên đất trống cách đó không xa, một nữ tử bị đặt ở trên mặt đất, ba tên nam tử người mặc áo đuôi ngắn da thú đang vây quanh ở nơi đó hèn mọn cười. Nữ tử kia tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy nước mắt hoảng sợ, lại là nữ đệ tử gọi trương trân kia. Đao tỷ gặp một màn này, lập tức giận dữ, bỗng nhiên nắm chặt đao bản rộng trong tay liền xông ra ngoài. Lạc Thanh Chu cũng không có lập tức ra ngoài, trốn ở phía sau nham thạch, quan sát bụi cây cùng nham thạch bốn phía. Hắc. Đao quang lóe lên, đao tỉ nhảy lên một cái, nhảy tới, đao bản rộng trong tay trực tiếp trảm tới một tên nam tử. Ba tên nam tử lấy làm kinh hãi, cuốn quyết kéo quần, lấy ra vũ khí. Đao tỉ phẫn nộ, vậy mà thi triển ra hỏa diễm đao mà Lạc Thanh Chu mới dạy cho nàng, trên mũi đao đao bản rộng lóe lên ánh sáng, xuất hiện một vòng đao mang, trực tiếp trảm lan nha bổng trong tay một tên nam tử thành hai nửa lập tức lại trảm lên trên đầu của hắn. Tên nam tử kia lập tức kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, đầu vỡ ra, đi đời nhà ma. Hai tên nam tử khác thấy thế, bị hù sợ vỡ mật, co cẳng liền chạy. Đao tỷ đuổi sát hai bước, đột nhiên nhảy lên một cái, hắt một đao trảm tới một tên nam tử trong đó. Tên nam tử kia đành phải dừng lại, lách mình tránh né, trường kiếm trong tay lóe lên hàng mang, đâm về phía cổ họng đao tỷ. Đao tỷ thu đao đón đỡ, tia lửa văng khắp nơi. Nam tử kia lại đâm thêm mấy kiếm, xoay người chạy. Ai ngờ vừa chạy mấy bước, trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một thân ảnh, banh một quyền đập vào trên đầu của hắn, trực tiếp đập hắn não tương nứt toá, một mệnh ô hô, đi đời nhà ma. Đao tỷ kinh ngạc một chút, lại muốn đi truy đuổi một tên nam tử khác. Đợi ánh mắt nàng nhìn qua, lại phát hiện tên nam tử kia đã chạy đến địa phương ngoài trăm thước, nhưng quỷ dị chính là, đầu trên cổ hắn vậy mà không cánh mà bay. Máu tươi từ trên cổ bắn ra, thi thể không đầu lại chạy vọt về phía trước chạy hơn 10 mét mới ngã trên mặt đất. Đao tỷ đứng tại chỗ cứng đờ, nhìn về người thiếu niên phía trước. Lạc thanh chu cầm nắm đấm, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn bốn phía, đưa lưng về phía nàng nói. Sư tỷ nhanh cầm bộ y phục cho nàng mặc vào, mang nàng đi. Đao tỷ lúc này mới kịp phản ứng, cuốn quyết từ trong túi trữ vật lấy ra y phục của mình, xoay người chạy về phía nữ tử gọi trương trân kia lúc này trương trân đang toàn thân trần trụi nằm trên mặt đất trận to hai mắt hoảng sợ mặt đầy nước mắt thân thể run rẩy không thôi đao tỉ đi vào chỗ gần không đành lòng nhìn nhiều vội vàng dùng quần áo bao nàng lại nói trương sư muội những người khác đâu thân thể trương trân rung lên đột nhiên giật mình tỉnh lại bắt lại cánh tay của nàng nói nhanh nhanh đi cứu biển nhu sư muội là người của độc nhãn ngưu thật nhiều cường đạo nhanh đao tỷ nghe xong sắc mặt đột biến nàng tự nhiên nghe nói qua độc nhãn ngưu uy danh hiển hách không nghĩ tới đám cường đạo kia vậy mà lại xuất hiện ở đây nàng vội vàng muốn nâng đỡ nữ hài trên đất muốn dẫn nàng ta cùng đi trương trân lại đột nhiên buông lỏng tay của nàng ra khóc nói không không cần quản ta nhanh đi cứu biển nhu sư muội cùng đại sư huynh những cường đạo kia đuổi theo bọn hắn đi hẻm núi trước mặt. Nhanh đi! Đao tỷ lập tức nắm chặt đao trong tay, hướng về phía trước chạy tới, nói. Sở phi dương, chúng ta! Nàng còn chưa có nói xong, Lạc Thanh Chu đột nhiên từ bên người nàng lướt qua, lao nhanh tới trước mặt nữ hài trên mặt đất. Thế nhưng vẫn chậm một bước. Chủy thủ trong tay trương trân cắm sâu vào trái tim của mình, mặt đầy nước mắt mà nhìn hắn nói. Sở! Sở sư huynh, nhanh đi Cứ, cứu cứu uyển nhu sư muội ta ta không mặc mũi sống nói xong trong miệng mũi đã chảy ra số lượng lớn máu tươi thân thể run rẩy mấy lần mở to con mắt tràn đầy nước mắt thở ra một hơi cuối cùng đao tỉ cứng người tại chỗ lạc thanh chu dừng một chút chậm rãi ngồi xổm người xuống giúp nữ hài trên đất khép hai mắt lại trong núi rừng hoàn toàn tĩnh mịch chỉ có tiếng gió đang nghẹn ngào Lạc Thanh Chu đứng người lên, nhìn về phía nàng nói: "Sư tỷ muốn đi không?" Đao tỷ nắm chặt đao trong tay, sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói: "Đương nhiên muốn đi, ta muốn đi giết sạch những súc sinh kia." Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói: "Đao tỷ trước kia cũng không phải người xúc động." Đao tỷ tức giận nói: "Đó là bởi vì ta chưa bao giờ thấy qua những súc sinh tội đáng chết vạn lần. Đao của ta, chuyên giết súc sinh." Nói xong, quay người lao nhanh về phía trước lạc thanh chu nhìn bóng lưng tràn ngập lửa giận của nàng lại nhìn thi thể trên đất một chút không tiếp tục do dự cũng đi theo trên đường có vết tích truy đuổi và đánh nhau hai người lần theo vết tích một đường đi nhanh rất nhanh đi đến một hẻm núi xuyên qua hẻm núi bên ngoài là một mảnh loạn thạch cương chất đầy những tảng đá cổ quái hai người vừa đi đến một tảng đá lớn đã nghe trong đống loạn thạch trước mặt truyền đến một hồi tiếng roi da quật vào thịt và tiếng một tên nam tử đang chửi mắng còn có tiếng khóc của nữ tử và tiếng cười của mấy tên nam tử đao tỷ vừa nghe đến âm thanh này lập tức biến sắc lập tức nắm chặt đao trong tay lướt tới đợi nàng nhìn thấy một màn trong sân không khỏi vừa sợ vừa giận nam tử tên gọi lôi dương kia đang bị buộc chặt trên một khối nham thạch một tên nam tử người mặc đồ da thú đang quơ roi da trong tay hung hăng quật hắn. Lôi dương bị đánh mặt mũi tràn đầy máu tươi, chảy đầm đìa, lại đang cắn răng nghiến lợi mắng. Súc sinh, bọn súc sinh các ngươi. Ở đối diện hắn, ba nam tử người mặc áo da thú, dáng người to lớn đang khi dễ một thiếu nữ. Mà thiếu nữ kia chính là nữ đệ tử thiên tài Thủy Thành Phân Đà, Vân Nguyễn Nhu. Đao tỷ gặp một màn này, tức sùi bọc mép, lập tức quơ đao trong tay, từ nham thạch bên trên nhảy xuống, xóa, xuất ra một vòng đao mang, bổ về phía một tên nam tử trong đó. Sư tỷ. Lạc Thanh Chu không ngăn cản kịp, đành phải thi triển liễm tức thuật, núp ở đằng sau nham thạch, đưa mắt nhìn về bốn phía. Vị trí tự thạch dựng ở bốn phía có chút không đúng. Mặc dù giữa sân chỉ có bốn tên cường đạo, nhưng hắn cảm giác được một cách rõ ràng còn có khí tức khác giấu ở đằng sau bốn phía nham thạch. Mắt thấy đao tỷ đã đánh thành một đoàn với bốn tên cường đạo, hắn vẫn như cũ nín thở ngưng thần, trốn ở đằng sau nham thạch, cũng không ra ngoài. Hắc! 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 Đao tỷ dưới sự phẫn nộ, thi triển ra đao pháp lợi hại nhất, đồng thời, bên trên thân đao sáng lên đao mang một tấc, lại đánh khó phân thắng bại cùng bốn tên cường đạo. Lôi dương bị trói bên trên nham thạch, đang mặt mũi tràn đầy máu tươi dùng lực cởi ra dây thừng trên người. Mà Vân Nguyễn Nhu thì nằm rạp trên mặt đất, trung trung rẫy rẫy khóc, bên trên lưng ngọc tuyết trắng cũng tràn đầy vết roi đẫm máu. ầm, đao tỷ chung quy là song quyền khó địch tứ thủ, bị một quyền đánh bay ra ngoài, hung hăng té ngã trên mặt đất. đợi nàng từ dưới đất bò dậy, một tên hán tử to lớn trong tay cầm song đao đột nhiên nhảy đến nàng trước mặt, song đao trong tay lập tức đỡ trên cổ nàng. ba tên nam tử còn lại cũng đi tới trước mặt của nàng, mặt mũi tràn đầy nụ cười dâm tà. a, à, lại đưa tới cửa một tên ngươi cũng là đệ tử lăng tiêu tông sao xem kia nha đầu này tóc bạc mắt xanh đôi chân dài vóc người này cực phẩm nha là sợ mấy ca chúng ta không đủ chơi chủ động tới cầu hoang sao ha 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 bốn người cười lên ha hả một tên nam tử lập tức duỗi ra sông trảo đi tới gần mặt mũi tràn đầy cười dâm nói để cho ta tới lột sạch y phục của nàng nhìn một cái vóc người này của nàng là thật hay là giả Ai ngờ đúng vào lúc này, Đao Tỷ không để ý trên cổ bị đặt song đao, chân dài đột nhiên dương lên, phanh một tiếng đá tới, vừa hay đá trung dưới háng của tên nam tử đang đi tới kia. Tên nam tử kia lập tức kêu thảm một tiếng, che lại hạ bộ, ngã trên mặt đất quay cuồng, miệng truyền ra tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Tiện nhân, ngươi muốn chết? Nam tử cầm song đao lập tức giận dữ, tay nâng một thanh cương đao, bổ về phía chân dài của nàng vừa rồi nâng lên. Ai ngờ đúng vào lúc này, một cây trường thương đột nhiên bay ra từ đằng sau một tảng đá lớn cách đó không xa, phốc một tiếng, trong nháy mắt xuyên qua bộ ngực của hắn, trực tiếp mang hắn bay ra ngoài. Súc sinh dám khi nhục đệ tử lăng tiêu tông ta. Một thân ảnh đột nhiên từ đằng sau khối cự thạch lướt tơi, xuề ra năm ngón tay, cây trường thương kia đột nhiên lóe lên ánh sáng, lại bay trở về đến trong tay hắn. Lập tức, lại có càng nhiều thân ảnh từ trên đường nhỏ không xa cấp tốc chạy tới, nhao nhao nhảy lên nham thạch to lớn, lướt tới. Nhìn quần áo, lại đều là đệ tử lăng tiêu tông. Ngoại trừ tên nam tử trung niên trong tay cầm trường thương ra, còn lại gần 20 tên đệ tử, đều là võ giả trẻ tuổi, có nam có nữ, vậy mà đều là cảnh giới võ sư trung kỳ trở lên. Tên nam tử trung niên cầm trường thương trong tay chính là phong chủ trưởng lão mà Lăng Tiêu Tông lần này điều động tới vây quét thế lực độc nhãn ngưu, tên gọi Mạc Thanh Sơn. Mà những đệ tử hắn mang tới, ngoại trừ một tên đệ tử thân truyền ra thì đều là đệ tử đệ tử nội môn tinh anh của lăng tiêu tông mạc thanh sơn trong tay cầm trường thương áo bào xanh phần phật đứng trước người đao tỷ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà ba tên cường đạo còn lại thì sớm đã thối lui đao kiếm trong tay đặt lên trên cổ vân Nguyễn nhu lúc này vân Nguyễn nhu tóc tai bù xù toàn thân không mặc gì cả trên người tràn đầy vết roi nhìn có chút thê thảm chúng đệ tử lăng tiêu tông vô luận nam nữ đều tức sùi bọc mép. Lôi dương bị trói bên trên nham thạch, bị một tên nam đệ tử cứu, khóc nói. Tiền bối, chúng ta đều là đệ tử lăng tiêu tông, nhanh cứu sư muội ta. Mạc Thanh Sơn lại nắm chặt trường thương trong tay, đứng tại chỗ không động, đột nhiên gầm thét một tiếng. Độc nhãn ngưu Trốn trốn tránh tránh, lấy một thiếu nữ uy hiếp lão phu, tính là nam nhân gì? Ngươi xưng cường hào đạo vương của vân vụ sơn mạch, nên đổi thành rùa đen rút đầu vương của vân vụ sơn mạch đi. Ha 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 ha. Vừa nghe lời này, trong đống loạn thạch bên cạnh đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười to. Lập tức, quanh một tiếng, nham thạch chồng chất trên mặt đất bay thẳng lên, một thân ảnh to lớn từ bên trong nhảy ra ngoài, rơi vào trước mặt hắn. Lúc đôi chân kia rơi xuống đất, mặt đất đột nhiên chấn động. Chúng đệ tử lăng tiêu tông định thần nhìn lại, đều biến sắc. Người này có thân hình cao to, cao khoảng chừng đến 2 mét, toàn thân người mặc giáp da, cơ bắp cuồn cuộn, trên bờ vai khiên một thanh đao lớn dài 5 mét, bên trên một con mắt mang theo biệt mắt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên trán còn mọc ra một cây sừng nhọn, đứng ở nơi đó, giống như quái vật thiết tháp, hơi thở hung thần đập vào mặt. Từ khí tức người này tán phát đến xem, tu vi của hắn đã đến đại võ sư trung kỳ. Mặt thanh sơn hơi co rụt con ngươi, trường thương trong tay ông một tiếng, lóe ra thương mang dài đến một xích, phẫn nộ quát. Ngươi chính là độc nhãn ngưu được xưng cường đạo vương vân vụ sơn mạch. Ấu tử kia của ta là bị thủ hạ của ngươi giết chết. Đại hán to lớn nghe răng cười một tiếng, nói. Lão tử tung hoành vân vụ sơn mạch mấy chục năm qua, giết người không có mấy vạn, cũng có mấy ngàn, ai biết tên nào là ái nhi tử không may kia của ngươi. Súc sinh. Để mạng lại. Mặt thanh sơn trợn mắt tròn xoe, thân ảnh lóe lên, trường thương trong tay đột nhiên nổ bắn ra một cổ thương mang chướng mắt, một tiếng đâm tới. Không khí giống như bị đốt cháy khét, một tiếng tiếng xé gió chói tai vang lên. Mạc Thanh Sơn cũng có được thực lực đại võ sư trung kỳ, một thương này ngưng tụ công lực mấy chục năm qua của hắn, trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui của đại hán to lớn. Đại hán to lớn nhất miệng cười, đại đao dài 5 mét trên vai, náo một tiếng nổ bắn ra đao mang màu vàng kim, chém vào cây trường thương bắn ra thương mang đang lao tới. Oanh, lưỡi đao đối đầu mũi thương, một tiếng bạo hưởng vang vọng. Quang mang nổ bắn ra, khí lãng như nước thủy triều, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Đệ tử sau lưng Mạc Thanh Sơn và chúng cường đạo sau lưng đại hán to lớn đều biến sắc, bị khí lãng khổng lồ chấn lui về phía sau. Hổ khẩu hai người đều chấn động, lui về phía sau mấy bước, lập tức lại xông tới, thân ảnh mơ hồ chiến đấu cùng nhau. Đệ tử sau lưng Mạc Thanh Sơn thấy đối phương chỉ có mấy người cường đạo, lập tức gầm thét một tiếng, xông tới. Mấy tên cường đạo gặp bọn họ người đông thế mạnh, lập tức giải tán chạy trốn khắp nơi. Đao tỷ cúng quyết lấy ra y phục của mình, bao lên thân thể Vân Nguyễn Nhu, cứu được nàng trở về. Quanh! 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 Mạc Thanh Sơn và hán tử to lớn liên tiếp đánh nhau chết sống mấy trăm chiêu mới tách ra từ bên trong vòng xoáy khí lãng đáng sợ. Đệ tử lăng tiêu tông vây xung quanh có lòng nhưng không có lực, khó mà tới gần trên cánh tay phải của mạc thanh sơn bị chém một đao máu tươi chảy đầm đìa mà trên ngực hán tử to lớn trúng một thương vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại đâm rất hay đáng tiếc ngươi hôm nay không ra được hán tử to lớn âm lãnh cười một tiếng một tay cầm đao lui về phía sau mấy bước chân phải đột nhiên giẫm một cái xuống mặt đất tự thạch bốn phía đột nhiên quanh một tiếng toàn bộ nổ tung lên sau đó Lần lượt có từng thân ảnh từ bên trong cự thạch bay ra ngoài, mỗi người đều cầm trong tay một đầu dây thường màu vàng kim, trong nháy mắt tạo thành một cái lưới lớn, vây khốn tất cả đệ tử Lăng Tiêu tông ở bên trong đó. Đồng thời, từng tia sương mù màu đen dâng lên từ trong đống loạn thạch bốn phía, trong nháy mắt hợp thành một đại trận đầy sương mù màu đen, vây quanh tất cả mọi người ở bên trong. Bầu trời bỗng nhiên trở nên tối đi, có âm thanh quỷ khóc sói gào vang lên, từng đợt khí tức âm sát gào thét bay cuộn trong cả tòa đại trận như gió lốc hô hô rung động bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên tiếng bước chân chỉnh tề mà nặng nề lập tức líp nha líp nhíp thân ảnh màu đen cầm trong tay trường thương người mặc áo giáp như thiên quân vạn mã xuất hiện bên trong sương mù màu đen đằng đằng sát khí nhìn kỹ lại không có gương mặt đại hán to lớn cười ha ha đám tiểu nhi lăng tiêu tông các ngươi thiên đường có lối các ngươi không đi địa ngục không cửa các ngươi lại muốn xông vào lão tử đã sớm ở nơi này bày ra trận pháp chờ các ngươi rất lâu bộ thi sát thiên quân trận này chính là chuyên môn chuẩn bị cho các ngươi chúng đệ tử lăng tiêu tông gặp một màn này đều là sắc mặt kịch biến sắc mặt mạc thanh sơn cũng trong nháy mắt biến thành trắng bệch lúc mới vừa tới hắn biết được nơi này có mai phục cứ nghĩ chỉ là một vài cường đạo thực lực cao cho dù đánh không lại cũng có thể cứu được người giết ra một con đường máu đào tẩu ai ngờ lại gặp phải trận pháp âm hiểm bực này Đại hán to lớn cười to một tiếng, đột nhiên giơ lên trường đao trong tay, nổi giận gầm lên một tiếng. Mở đại trận ra, thả thi sát minh tướng, xé nát bọn hắn. Quanh! Vừa dứt lời, líp nha líp nhít thân ảnh màu đen vây quanh ở bốn phía đột nhiên như bọc biển vỡ vụn ra, biến thành một cổ khói đen, gió thổi qua, lại biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời mờ tối trong nháy mắt lại khôi phục ánh sáng. Sương mù màu đen bốn phía lại nhanh chóng lui tán biến mất đồng thời bên trong bốn phía đống loạn thạch đang chôn pháp khí trận pháp đột nhiên phanh 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 một trận loạn hưởng nham thạch chồng chất ở phía trên đều bị nổ vỡ nát a à, từng tiếng kêu thảm phát ra từ bốn phía trong đống loạn thạch lập tức từng thân ảnh toàn thân thiêu đốt lên lửa đỏ từ lòng đất vọt ra bổ nhào trên mặt đất một bên kêu thê lương thảm thiết một bên cuồn cuộn lăn lộn chúng cường đạo duy trì thi sát thiên quân trận không phải đầu một nơi thân một nẻo vĩnh viễn nằm ở trong lòng đất chính là toàn thân lửa cháy từ lòng đất lao ra kêu thảm lăn lộn trên mặt đất lão đại có người hủy trận nhãn còn đem dầu thắp rót vào trong hố trận con mẹ hắn còn vung vôi một tên hán tử dáng người to lớn nhảy ra ngoài từ chỗ bên trong cao nhất đống nham thạch mặt mũi dính đầy vôi màu trắng đầu bốc lửa vừa hô lên một câu đầu đột nhiên nghiêng một cái từ trên cổ lăn xuống dưới thi thể không đầu lại hướng về phía trước chạy mấy bước mới ba một tiếng ngã trên mặt đất Bốn phương tám hướng là tiếng kêu thảm thiết của cường đạo. Hơn 100 tên cường đạo mai phục trong lòng đất lúc này hơn phân nửa đều toàn thân bị hỏa diễm thiêu đốt, từ lòng đất trốn thoát, nằm ở trên mặt đất kêu thảm lăn lộn cuồn cuộn. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đến cùng là ai vô thanh vô tức rót dầu thấp vào trong hầm dưới lòng đất. Kinh biến đột ngột lập tức làm cho đám cường đạo trong trận kinh hải trở tay không kịp, trận mắt há mồm. Hắn tử to lớn nhìn thi thể không đầu tỏa trấn trận nhãn trong nháy mắt kịp phản ứng, tức giận nói. Phi kiếm chém đầu. Giỏi cho lăng tiêu tông ngươi, ngay cả cao thủ thần hồn cũng mang đến. Chúng đệ tử lăng tiêu tông đều là hai mặt nhìn nhau, đều nhìn về mặt thanh sơn. Mặt thanh sơn cũng một mặt ngu ngốc. Cao thủ thần hồn. Hắn mang theo sao? Sao hắn lại không biết? Chỉ có đao tỷ đang vịn vân Nguyễn Nhu ngây người như phỏng đưa mắt tìm kiếm ở bốn phía. Đúng vào lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên bắn nhanh mà ra từ đằng sau một tảng đá lớn, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của một tên cường đạo. Lập tức, phi kiếm kia lóe lên hàng mang, lại bay trở về đến đằng sau khối nham thạch kia. Độc nhãn ngư thấy thế, lập tức vừa sợ vừa giận nói. Bọn chuột nhắc nơi nào trốn trốn tránh tránh. Có gan ra tiếp lão tử vài chiêu. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về khối cự thạch này. Đao tỷ cùng Vân Nguyễn Nhu bên cạnh nàng cũng nhìn về phía nơi đó. Độc nhãn ngư giận dữ đột nhiên chạy lấy đà mấy bước nhảy lên một cái trường đao trong tay lóe lên đao mang hắt một tiếng hướng bổ mạnh về khối tự thạch kia đi ầm tự thạch lúc này chia năm xẻ bảy bên trong tầng đá đầy trời một người thân ảnh mặc áo xanh yểu điệu từ bên trong bụi bặm chậm rãi đi ra trong tay nàng cầm một thanh bảo kiếm dáng người cao gầy thon thả mái tóc và áo xanh bồng bềnh thần sắc băng lãnh trong con ngươi đen nhánh thâm thúy giống như có hai đạo kiếm ảnh đang lóe lên. Nhìn người nọ, chúng đệ tử nội môn lăng tiêu tông, đều là sáng mắt lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Lệnh hồ sư thúc. Mặt thanh sơn cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lệnh hồ phong chủ. Hán tử to lớn nhìn nữ tử lãnh khóc áo xanh bồng bềnh kiếm khí tung hoành trước mắt, mặt mũi tràn đầy tàn khốc nói. Tiểu nương môn, trận pháp của lão tử là ngươi phá ngươi phá trận pháp của lão tử, hôm nay, lão tử sẽ xé rách ngươi. Dứt lời, trường đao to lớn trong tay đột nhiên dương lên, đao mang nổ bắn ra, xóa một tiếng trảm mạnh hướng về phía trước. Không khí giống như bị xé nứt. Một tiếng triếp chói tai vang lên. Lệnh hồ thanh trúc lại đứng tại chỗ không động, thậm chí không có rút ra bảo kiếm trong tay, bên trong hai tròng mắt của nàng lóe ra kiếm mang rét lạnh, mắt thấy chui đao to lớn đáng sợ kia trảm nhanh đến, nàng chỉ chậm rãi giơ lên ngón trỏ thon dài của mình. Gặp một màn này, sắc mặt Mạc Thanh Sơn và chúng đệ tử Lăng Tiêu Tông đều thay đổi. Ai ngờ đúng vào lúc này, lệnh Hồ Thanh Trúc duỗi ra ngón trỏ, lại đột nhiên bắn nhanh ra một đạo kiếm mang màu xanh, phong một tiếng, va chạm với đao mang đang trảm mạnh mà xuống kia. Quang mang vẫy ra, khí lãng lăn lộn. Đại đao cực đại mang theo khí thế rào rạc của hán tử to lớn lại đột nhiên vù vù một tiếng, bị đạo chỉ kiếm kia đánh bay lên trên hán tử to lớn chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, bước chân lại không tự chủ được lui về sau hai bước. Mà lệnh Hồ Thanh Trúc vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Gặp một màn này, mặt Thanh Sơn cùng những người khác đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Ngón tay bắn ra kiếm mang. Tông môn của chúng ta lúc nào có loại công pháp này rồi. Lệnh hồ sư thúc quả nhiên không hổ là cao thủ tu kiếm cao thâm khó lường nhất của tông môn, một ngón tay vậy mà có thể bắn ra kiếm mang lợi hại như vậy. Chúng đệ tử nội môn vốn rất có hảo cảm đối với sự lãnh khốc mà xinh đẹp của vị lệnh hồ sư thúc này, lúc này càng là ánh mắt đầy lửa nóng, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Vân Nguyễn Nhu bị đao tỉ viện giờ phút này nhìn thân ảnh màu xanh kia cũng kinh ngạc đến ngẩn người. Khoa! 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 Đúng vào lúc này, một màn khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt lần nữa xuất hiện. Tên hán tử to lớn kia vừa đứng vững thân thể, đang muốn tiếp tục vung đao xông lên, thân ảnh màu xanh đứng bất động tại chỗ đột nhiên giơ lên ngón tay khác năm ngón tay vậy mà liên tiếp không ngừng mà bắn ra từng đạo kiếm mang màu sắc khác nhau giống như cầu vồng làm cho người ta hoa mắt thần mê mà những những nơi kiếm mang kia đi qua trong không khí đều vang lên tiếng rít chói tai hán tử to lớn cuốn quýt vung đao ngăn cản rất nhanh đã luống cuốn tay chân đúng vào lúc này thân ảnh màu xanh gờ một tiếng rút ra bảo kiếm trong tay thân ảnh lóe lên xuất hiện ở trước thân người hán tử to lớn, lưỡi kiếm hắc lộ ra lên một tia kiếm mang màu xanh, trực tiếp trảm tới hán tử to lớn. Hán tử to lớn cúng quyết vung đao ngăn cản. Ai ngờ kiếm mang màu xanh kia cực kỳ sắc bén, lại ken một tiếng, chặt đứt đại đao khổng lồ trong tay hán tử to lớn, lại chém về phía đầu hắn. Sắc mặt đại hán to lớn đại biến, cúng quyết vứt bỏ đao lăn lộn mà ra. Xóa, chỗ mặt đất hắn vừa đứng lập tức xuất hiện một vết kiếm hàng sâu mạc thanh sơn gặp một màn này trong lòng âm thầm chấn kinh mấy ngày không thấy kiếm thuật của lệnh hồ phong chủ lại đến cảnh giới khủng bố như thế hán tử to lớn mới từ trên mặt đất nhảy dựng lên bảo kiếm trong tay lệnh hồ thanh trúc lần nữa đâm lên hán tử lập tức nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân dân lên một tầng áo giáp màu vàng đất đột nhiên một quyền đánh tới mũi kiếm oanh quyền mang và mũi kiếm đánh vào nhau. Mũi kiếm kia lại bị nắm đấm đập dừng, khó mà lại tiến thêm mảy may. Hán tử to lớn vừa muốn nhếch miệng cười quá dị, ai ngờ một tay khác của lệnh hồ thanh trúc nhẹ nhàng vừa nhất, Vương một ngón tay ngọc nhỏ dài, qua một tiếng trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm mang màu xanh, lại trực tiếp xuyên qua lồng ánh sáng hộ thể của hắn, đánh vào bộ ngực của hắn. Một cổ cảm giác đau nhức kịch liệt bỗng nhiên đánh tới lùn kiếm mang màu xanh kia vậy mà trong nháy mắt xuyên thủng qua bộ ngực của hắn từ phía sau lưng hắn bắn ra ngoài khối tự thạch đằng sau vậy mà phanh một tiếng chia năm xẻ bảy thân thể hán tử to lớn chấn động trong lòng kinh hãi cuống quyết nhảy ra về phía sau lớn tiếng quát địch quá mạnh rút lui hô xong xoay người bỏ chạy những cường đạo còn sống khác lập tức co cẳng chạy mất súc sinh trốn chỗ nào mạc thanh sơn vừa rồi chưa hề nhúng tay vào lập tức gầm thét một tiếng cầm trong tay trường thương đuổi theo những đệ tử nội môn kia cũng lập tức theo ở phía sau nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha lệnh hồ thanh trúc cũng đang muốn đi truy đuổi đột nhiên sắc mặt trắng nhật dừng bước lục mạch thần kiếm quá mức tiêu hao nội lực cùng kiếm khí lấy cảnh giới kiếm ý của nàng bây giờ vừa rồi phóng xuất ra nhiều chiêu như vậy đã vượt xa phát huy bình thường Bất quá hôm nay nàng là lần đầu tiên nếm thử dùng chỉ kiếm đối địch, không nghĩ tới bi lực to lớn, vẫn ngoài dự liệu của nàng. Đợi về sau kiếm ý của nàng lại tăng một cấp, tu vi tiến thêm một bước, chắc chắn sẽ lợi hại hơn. Tiểu tử kia, quả nhiên là bảo bối. Ánh mắt của nàng nhìn về phía nham thạch cách đó không xa. Quanh, mặt thanh sơn vừa đuổi tới chỗ gần, tên hán tử to lớn đột nhiên ném ra một viên châu, viên châu kia đập xuống đất, lập tức nổ tung lên, tản mát ra một cổ sương mù màu tím to lớn. Mạc Thanh Sơn biến sắc, cúng quyết lui lại, đưa tay ngăn cản đệ tử sau lưng, lớn tiếng cảnh cáo. Chớ tới gần, có độc. Đợi sương mù tan hết, tên hán tử to con kia đã mang theo cường đạo còn lại chạy trốn mất. Chúng đệ tử vừa rồi bị thực lực của hán tử to lớn và trận pháp bốn phía dọa cho vỡ mật, không dám động thủ, lúc này gặp đối phương chạy thoát, trong lòng lại cảm giác không cam, hối tiếc không thôi. Mạc Thanh Sơn không có năng lực báo thù cho con nhỏ, càng là trong lòng ảo não. Bất quá hắn đã thụ thương, bốn phía lại nguy hiểm trùng điệp, không biết đối phương còn có mai phục gì khác. Hắn nhất định phải là có trách nhiệm đối với những đệ tử nội môn này. Nhìn địa phương tên hắn tử to lớn biến mất, hắn âm thầm thở dài một hơi, mang theo chúng đệ tử quay người trở về, chắp tay nói: "Lệnh Hồ Phong chủ hôm nay nhờ có ngươi đuổi tới, nếu không chúng ta đã trúng phải kế của Cường đạo." chúng đệ tử đều cúi đầu chắp tay hành lễ. Đa tạ lệnh hồ sư thúc. Bọn hắn đều nghĩ rằng người vừa rồi phá mất âm sát thiên quân trận, hỏa thiêu cường đạo, là nữ tử trước mắt. Thần sắc lệnh hồ thanh trúc lãnh khốc, cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu. Lúc này, Vân Nguyễn Nhu bọc lấy quần áo, vết thương đầy người, tóc tai bù xù đi qua, quỳ gối ở trước mặt nàng, ôm hai chân nàng khóc lóc nói. Lệnh hồ sư thúc, vang cầu ngài, vang cầu ngài, thu vãn bối làm đồ đệ đi, vãn bối rất muốn cùng ngài tu kiếm. Mặt thanh sơn cùng chúng đệ tử nhìn về phía nàng, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ thương hại, không đành lòng nhìn nhiều. Vân Nguyễn Nhu mặt đầy nước mắt khóc lóc cầu khẩn. Lệnh Hồ Thanh Trúc cúi đầu nhìn nàng, gặp bộ dáng nàng thê thảm như thế, biết được nàng vừa rồi nhận lấy ra tấn không phải người làm ra, đưa tay đỡ nàng dậy nói. Ta không thu đồ đệ. Vân Nguyễn Nhu khóc nói. Lệnh Hồ Sư Thúc, vãn bối gọi vân nguyễn nhu kiếm phong ngụy trưởng lão các người lúc đầu đáp ứng vãn bối muốn thu vãn bối làm đệ tử nội môn kiếm phong kết quả cuối cùng ô ô lệnh hồ sư thúc vãn bối biết sai về sau cũng không tiếp tục mâu thuẫn với đồng môn sư huynh đệ cầu người cầu người nhận lấy vãn bối đi vãn bối muốn theo người tu kiếm lệnh hồ thanh trúc nhíu mày nói ngươi là đệ tử của kim tùng vân nguyễn nhu vân nguyễn nhu lần nữa quỳ trên mặt đất ôm hai chân nàng khóc ròng nói lệnh hồ sư thúc là vãn bối vãn bối đã nói xin lỗi sở sư huynh ô ô là vãn bối không đúng là vãn bối sai lệnh hồ thanh trúc trầm mặt một chút lại liếc mắt nhìn vết thương trên cổ nàng do dự một lát nói ngươi đứng lên trước đi chờ sau khi trở về ta sẽ nói một tiếng cho ngụy trưởng lão để hắn thu ngươi làm đệ tử nội môn vừa nghe lời này lôi dương bên cạnh lập tức quỳ xuống mặt mũi tràn đầy kích động cùng cảm kích nói. Đa tạ lệnh hồ sư thúc. Đa tạ lệnh hồ sư thúc nguyện ý thu sư muội nhà ta. Vân Nguyễn Nhu vẫn như cũ ôm hai chân của nàng khóc lóc. Lôi dương cúng quyết đẩy nàng ra, nói. Sư muội, lệnh hồ sư thúc đã đáp ứng ngươi, nhanh nói lời cảm tạ sư thúc. Vân Nguyễn Nhu lại ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt mà nói. Lệnh hồ sư thúc, vãn bối muốn làm đệ tử thân truyền của ngài, không muốn làm đệ tử nội môn cầu ngài đáp ứng vừa nghe lời này những đệ tử khác bên cạnh đều sững sờ trong mắt đều lộ ra một tia chán ghét nữ tử này càng là lòng tham không đáy lôi dương cũng giật nảy mình cuống quyết thấp giọng nói sư muội ngươi điên rồi sao lệnh hồ sư thúc đáp ứng thu ngươi làm đệ tử nội môn kiếm phong cái này đã là chuyện để rất nhiều đệ tử tha thiết ước mơ ngươi còn không mau nói lời cảm tạ trong miệng hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì hai người áp sát quá gần, ai cũng không có phát hiện, tay trái Vân Nguyễn Nhu không biết khi nào, đã quán xuyên qua bộ ngực của hắn, mặt mày méo mó, âm thanh sắc nhọn nói. Ta nói, ta muốn làm đệ tử thân truyền, không phải đệ tử nội môn. Phúc Không đợi lệnh Hồ Thanh Trúc kịp phản ứng, cánh tay của thiếu nữ thê thảm ôm chân nàng lóe lên hàng mang, lại đột nhiên lấy ra một thanh chủy thủ có màu đen, cắm vào bụng của nàng lập tức quanh một quyền đánh về phía Mạc Thanh Sơn bên cạnh. Mạc Thanh Sơn giật mình, trong lúc vội vàng ngang tay ngăn cản, vậy mà phanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài, cánh tay trái chắc một tiếng bị đánh gãy. Kinh biến đột nhiên xuất hiện phát sinh ở trong điện quan hỏa thạch. Không ai nghĩ tới, một nữ đệ tử của tông môn bị cường đạo vũ nhục, đáng thương đáng buồn, lại lại đột nhiên nhanh chóng tuyệt luân xuất thủ, cơ hồ nháy mắt đã giết chết đồng môn đại sư huynh của nàng, tiếp đó đâm bị thương lệnh Hồ Thanh Trúc, lại một quyền đánh bay mặt Thanh Sơn ra ngoài. Tốc độ của nàng quá nhanh. Ai cũng chưa kịp phản ứng. Khi lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên bị đánh lén, chỉ kiếm trong tay lập tức bắn nhanh mà ra, thân ảnh nàng lóe lên, lui lại về chỗ cách đó 10 mét. Mà lúc này, ở phía sau nham thạch cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười to quen thuộc mà đắc ý. Ha 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 ha. Hán tử to lớn kia vậy mà mang theo cường đạo còn lại đi mà trở về chúng đệ tử lăng tiêu tông gặp một màn này đều là sắc mặt đại biến đám con rùa lăng tiêu tông đồ các ngươi thật coi bọn lão tử không có chuẩn bị gì bọn lão tử tung hoành vân vụ sơn mạch nhiều năm như vậy há là đám cặn bả các ngươi có thể tiêu diệt mặt mũi hán tử to lớn tràn đầy cười đắc ý đi ra từ đằng sau nham thạch đứng ở bên cạnh vân quyển nhu vậy mà trực tiếp đưa bàn tay lớn của mình tiến vào trong quần áo của nàng cười hắc hắc nói lão đại lại để cho ta sờ một chút lôi dương nằm trên mặt đất ngực bị xỏ xuyên lại còn không có hoàn toàn chết đi hắn mở to hai mắt nhìn một màn này cố hết sức hỏi một câu sau cùng sư sư muội vì vì cái gì vừa dứt lời hắn đã tắt thở chết không nhắm mắt chúng đệ tử lăng tiêu tông nhìn một màn này càng khó tin mặt thanh sơn từ dưới đất đứng lên một cánh tay bị gãy sắc mặt đầy khó coi nhìn tên thiếu nữ tóc tai bù xù, nhìn thê thảm vô cùng đáng thương kia, cắn răng nói. Ngươi đến cùng là ai? Vân Nguyễn Nhu ngẩng đầu lên, toàn bộ gương mặt đột nhiên vỡ ra. Ha ha! Nàng nghe răng cười một tiếng, âm thanh âm trầm truyền ra từ bên trong gương mặt bị vỡ ra kia. Lập tức, toàn bộ thân thể của nàng cũng đột nhiên tích cách cách một trận loạn hưởng, váy áo cùng da thịt trên người, đều như da rắn mà trôi xuống dưới đất cả khuôn mặt gò má rơi xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp mà yêu dị của một nữ tử khác. mà thân thể nàng thì trong nháy mắt trở nên to lớn cao hơn, cơ bắp hai tay phồng lên, bụng cũng cao cao phồng lên. trong nháy mắt đã biến thành một nữ tử quá dị có được khuôn mặt xinh đẹp lại có thân thể to lớn. hắn tử to con ở một bên kéo lấy trường đao, mặt mũi tràn đầy lấy lòng cười nói: lão đại, da thịt tốt như vậy, hủy đi quá tiếc nữ tử quái dị nhếch miệng cười một tiếng ánh mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào lệnh hồ thanh trúc đối diện duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi đỏ nũng nịu nói đây không phải có một bộ da thịt tốt hơn sao lệnh hồ thanh trúc một tay che lấy vết thương một tay cầm kiếm ánh mắt lãnh khốc mà nhìn chằm chằm vào nàng nói thiên ma đổi bì thuật ngươi là người của yêu tộc nữ tử quái dị nghe răng cười một tiếng mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp mà lãnh khốc của nàng nói không tệ trúng của bản tôn một đao bên trong còn có độc lại còn có thể đứng quả nhiên không hổ là cao thủ lăng tiêu tông lập tức lại phun ra đầu lưỡi đỏ hồng mà sắc nhọn cười ha ha nói tiểu mỹ nhân ngươi qua đây để bản tôn liếm một cái lại tự mình đem kéo da ngươi xuống bản tôn sẽ nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì mà ngươi muốn bản tôn còn có thể buông tha những đồng môn này của ngươi nếu không hắc hắc bản tôn sẽ lột toàn bộ làn da của mỗi người bọn họ mỗi ngày đổi một bộ mà mặt chúng đệ tử lăng tiêu tông cảm thụ được khí tức của nữ tử quái dị này cường đại mà hung thần đều là sắc mặt trắng bệch từng bước lui lại sư thúc chúng ta cùng tiến lên giết nữ ma đầu này báo thù cho các sư đệ sư muội chúng đệ tử nắm chặt đao kiếm trong tay cùng chung mối thù nhưng chân chính cảm nhận được thực lực tên nữ tử quái dị này sắc mặt mạc thanh sơn lại rất khó coi trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi lúc này lệnh hồ thanh trúc đứng ở phía trước nhất thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói mạc trưởng lão ngươi dẫn bọn hắn rời đi trước dứt lời bảo kiếm trong tay công một tiếng sáng lên một vòng kiếm mang mạc thanh sơn dương lên trường thương trong tay quay đầu quát ninh ngọc ngươi mang các vị sư đệ sư muội rời đi trước Lão Phu ở lại cùng lệnh hồ phong chủ tru sát yêu ma này. Nữ tử quái dị thấy thế, lại là nhe răng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Muốn đi? Hỏi qua bản tôn cho hay chưa? Dứt lời, trên người nữ tử quái dị đột nhiên cuồn cuộn sương mù màu đen, hai con ngươi trong nháy mắt biến thành màu đỏ hồng. Một cổ khí tức hung sát đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Lạc. Đúng vào lúc này, bảo kiếm trong tay lệnh hồ thanh trúc đột nhiên quang mang nổ bắn ra qua một tiếng cắm vào trên mặt đất trước mặt lập tức một cổ khí lãng đáng sợ trong nháy mắt hóa thành một cơn gió lốc quanh một tiếng mang theo vô số kiếm ảnh mãnh liệt đánh tới đối diện lệnh hồ thanh trúc đứng tại chỗ váy áo bồng bềnh tóc dài bay lên hai con ngươi lấp lóe kiếm ảnh sắc mặt tái nhợt lực lượng bên trong đang hải cùng từng cái huyệt khiếu trong cơ thể nháy mắt toàn bộ bộc phát ra kiếm khí đáng sợ như sóng lớn bay vọt về phía trước. Con người nữ tử quỷ dị co rụt lại, lập tức lui lại một bước, hai tay đột nhiên giơ ra, trong nháy mắt ngưng kết ra một hộ thuẫn màu đen to lớn, nát một tiếng, đặt dọc ở trước mặt. Vô số kiếm ảnh trong nháy mắt cách cách đánh vào bên trên hộ thuẫn, nham thạch bốn phía trực tiếp bị kiếm khí xoắn nát, cuốn bay đầy trời. Những cường đạo đứng sau lưng nàng đều bị hù kinh hồn bạc vía, cuốn quyết núp ở phía sau của nàng ngay cả hán tử to lớn cầm trường đao bên cạnh cũng biến sắc cuốn quyết núp ở phía sau của nàng lệnh hồ thanh trúc đánh ra một kích toàn lực thiên địa vì đó biến sắc bốn phía các bay đá chạy gió lốc gào thét líp nha líp nhít kiếm ảnh lập tức bao phủ toàn bộ loạn thạch cương một tay nàng cầm kiếm hai đầu lông mày hiện ra một thanh kiếm ảnh mơ hồ quay đầu nói mạc trưởng lão mau dẫn bọn hắn rời đi mạc thanh sơn thấy sắc mặt nàng khó coi đang do dự nàng lại thấp giọng nói đi mau có người tới tiếp ứng ta mạc thanh sơn nghe xong không do dự nữa lập tức kéo lấy trường thương quay người quát to với chúng đệ tử đi chúng đệ tử lăng tiêu tông thấy chiến đấu đẳng cấp này không phải bọn hắn có thể tham gia lập tức quay người thoát khỏi nơi đây nham thạch to lớn bốn phía đều chịu đựng kiếm khí đáng sợ nhao nhao vỡ tan tên nữ tử quỷ dị dùng hai tay chống lấy hộ thuẫn màu đen nhếch miệng cười nói. Nỏ mạnh hết đà, bản tôn nhìn ngươi có thể chống cự bao lâu. Khóe miệng lệnh Hồ Thanh Trúc bắt đầu tràn ra máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhật. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, mặt Thanh Sơn đã mang theo chúng đệ tử trốn xa. Trong mắt nàng lóe lên kiếm mang, trong cơ thể còn sót lại một tia nội lực cùng kiếm khí, toàn bộ đổ ra. Vẹn vẹn hơn 10 giây sau, bốn phía kiếm khí đột nhiên bắt đầu tán loạn. Bảo kiếm trong tay của nàng đột nhiên gào thét một tiếng, kiếm mang dần dần biến mất. Nữ tử quỷ dị bất ngờ cười một tiếng, trực tiếp bỏ đi hộ thuẫn màu đen, chỉ dùng thân thể cường đại của mình ngăn cản một tia kiếm khí còn lại cuối cùng của nàng. Tên hán tử to lớn cũng từ phía sau nàng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cười nhạo nói. Tiểu mỹ nhân, chờ một lúc lão tử sẽ để ngươi xem thật kỹ một chút. Lệnh hồ thanh trúc qua, phun ra một nguồn máu tươi, đột nhiên quay đầu chỗ khác, sắc mặt tái nhợt hô. Còn không mau ra. Vừa dứt lời, một bóng người mang theo mặt nạ hắc hổ, đột nhiên từ đằng sau một khối nham thạch không xa lao ra, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, đã đến bên cạnh của nàng. Nữ tử quỷ dị và hán tử to lớn đối diện thấy thế đều biến sắc, cuốn quyết muốn xé rách kiếm khí còn sót lại xông lên trực tiếp động thủ. Phốt Một túi lớn vôi phấn đột nhiên vung về phía bọn hắn từ đối diện. Lập tức, một viên châu bay ra rơi vào trước mặt của bọn hắn phanh một tiếng đổ tung lên dâng lên một đoàn sương mù màu tím nữ tử quỷ dị giận dữ một quyền đánh tan kiếm khí đã tán loạn kình phong trên người xoay tròn không nhìn vôi phấn và sương mù màu tím vọt thẳng ra Xoạt. ai ngờ nàng vừa lao ra mặt đất đột nhiên xông lên một ngọn lửa lớn dọa nàng bị hù dừng lại đợi nàng nhảy ra khỏi ngọn lửa mới phát hiện tên nữ tử áo xanh kia và cái người đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt nàng bốc lửa nhìn về phía thân ảnh cách đó không xa, đang muốn đuổi theo, đột nhiên biến sắc, nội lực trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn, đầu có chút choáng váng, hai chân có chút như nhũng ra. Mà ở sau lưng nàng, mấy tên cường đạo đã phịch phịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Mặt mũi nàng tràn đầy dữ tận giật giật cái mũi, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, Khó trách vừa rồi ngửi thấy một mùi hương hoa như có như không, cẩu vật vậy mà hạ độc. Hán tử to lớn cũng nhảy ra ngoài, nổi giận mắng. Đồ con rùa, thế mà bảo là danh môn chính phái. Vung vôi, vung dầu thấp, hạ độc, so với ma môn thì mẹ nó còn muốn hèn hạ hơn. Nữ tử quỷ dị phẫn nộ quát. Truyền tin tức cho huynh đệ đường khác, giữ vững lối ra, một con rùi cũng không thể bỏ qua. Nữ tử kia đã bị trọng thương, chạy không xa bản tôn nhất định phải lột da của nàng. Xóa! Lúc này Lạc Thanh Chu đang ôm lệnh Hồ Thanh Trúc thụ thương đang bất lực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chạy nhanh trong rừng cây. Hai bên cây cối hối hả rút lui về phía sau, âm thanh gió thoảng bên tai hô hô rung động. Mặt trời đã ngã vào trời Tây. Trời chiều bao phủ, đã là chạng vạn tối. Lệnh Hồ Thanh Trúc thoi thóp nằm ở trong ngực của hắn, ánh mắt nhìn hắn, hơi thở mong manh mở miệng nói. Phải. Bên phải, có thác nước, bên trong thác nước. Có hang động. Lạc Thanh Chu cũng hiểu biết hiện tại không thể chạy loạn, nhất định phải nhanh chóng tìm một chỗ tránh né. Một là lệnh Hồ Thanh Trúc bị thương rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức cứu chữa, nếu không có khả năng khó giữ được tính mạng. Hai là nơi này cách lối ra quá xa. Độc Nhãn Ngưu có tu vi cường đại, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, hắn căn bản cũng không có thời gian chạy đi mà lại trên đường có khả năng còn sẽ có cường đạo khác chặn đường. Hắn lập tức đổi một phương hướng, hướng về bên phải bỏ chạy. Hắn ôm lệnh Hồ Thanh Trúc nhảy lên đại thụ, lập tức như khỉ vượng, nhanh chóng nhảy vọt xuyên thẳng qua các cốc đại thụ. Trước đó hắn hay ở trong rừng cây luyện tập, hiện tại rốt cục có đất dụng võ. Hắn mặc dù trong ngực ôm người, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh như cũ. Từ mặt đất chạy trốn, trên đường đi khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều vết tích, cho nên hắn quyết định từ trên cây chạy trốn. Không bao lâu, hắn đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng nước chảy. Lập tức, tiếng thác nước truyền đến. Lại đi về phía trước khoảng vài trăm thước, hắn rốt cục thấy được thác nước trước mặt. Hắn lập tức từ trên cây nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào bên trong nước suối hạ du, sau đó ôm lệnh Hồ Thanh Trúc, từ trong nước chảy lướt về dưới thác nước. Như vậy, dòng nước sẽ xóa tan mùi của bọn họ, sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì sư phụ động ở đâu lạc thanh chu lập tức hỏi sắc mặt lệnh hồ thanh trúc tái nhật khó khăn mở miệng nói nước màn nước lạc thanh chu ngẩng đầu nhìn lại trong lòng khẽ động lập tức ôm nàng chạy lướt qua tới chờ đến chỗ gần hắn lập tức thả người nhảy lên hoa một tiếng trực tiếp xuyên thấu qua tầng màn nước đang chảy nhảy vào bên trong bên trong quả nhiên ẩn giấu một chỗ hang động tại địa phương cao cách đầm nước có vài chục mét trốn vào trong có thác nước che giấu mà tiếng thác nước lại rất lớn cho dù ở bên trong phát ra bất kỳ âm thanh gì thì bên ngoài cũng nghe không được hắn ôm chặt người trong ngực cơ bắp da thịt hai chân gấp lại đột nhiên nhảy lên nhảy lên lập tức chui vào hang động ai ngờ hắn mới vừa đi vào bên trong đột nhiên vang lên một tiếng rít chói tai một đám hầu tử đang chơi đùa ở bên trong trông thấy hai người lập tức hoảng sợ hét trầm lên lập tức nhảy xuống gào thét xua đuổi bọn hắn Lạc Thanh Chu nhìn thủy liêm động này và những hầu tử đang phẫn nộ trước mắt, đột nhiên có một loại cảm giác hoang đường. Những con khỉ kia gặp bọn họ chỉ có hai người, lập tức hung thần ác sát vây quanh, từng con nhe ra răng nanh, gương mặt hung ác gào thét. Ầm. Lạc Thanh Chu ra một quyền đánh vào bên trên nham thạch bên cạnh. Khối nham thạch to lớn kia lập tức răng rắc một tiếng, chia năm xẻ bảy. Hô hô hô. Đàn khỉ gặp một màn đáng sợ lập tức từng con bị hù nhảy dựng lên tại chỗ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy trối chết, đảo mắt đã chạy ra khỏi hang động, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua bốn phía, gặp bên trong góc sâu có một giường đá màu rêu, lập tức ôm lệnh Hồ Thanh Trúc đi tới, thả nàng đặt lên trên giường đá. Lệnh Hồ Thanh Trúc ôm chặt phần bụng, nhắm mắt lại, ngực có chút phập phồng, lông mày chăm chú nhíu lại, hiển nhiên đang chịu đựng đau đớn. Máu tươi từ giữa ngón tay của nàng tràn ra, dùng đỏ váy áo lạc thanh chu vội vàng lấy tay nàng ra nhìn về phía bụng của nàng nơi đó xuất hiện một vết thương thật sâu chảy ra huyết dịch lại là màu đen tản ra một mùi gây mũi lạc thanh chu lập tức lấy ra giải độc đang mua được từ cửa hàng vỏ giả trong túi trữ vật đưa vào nàng miệng lệnh hồ thanh trúc mở miệng nhỏ ra nuốt xuống từ từ mở mắt nhìn hắn một hồi cố hết sức nói không được vô dụng nếu như ta vừa rồi chẳng phải liều mạng có lẽ còn còn có thể lạc thanh chu lập tức lại ôm lấy nàng nói sư phụ ta đưa ngươi về tông môn tông chủ nhất định có thể cứu ngươi lệnh hồ thanh trúc khẽ lắc đầu quá quá xa không còn kịp rồi lạc thanh chu cứng đờ buông lỏng nàng ra trong đầu nhanh chóng chuyển động tự hỏi phương pháp cứu mạng hai con ngươi lệnh hồ thanh trúc hiện ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn trên mặt lộ ra thần sắc mục tiêu tái nhật mà nhu hòa nói khẽ lại lại gọi ta một tiếng sư phụ được chứ lạc thanh chu nắm thật chặt tay của nàng trầm giọng nói sư phụ vẻ mặt lệnh hồ thanh trúc hốt hoảng một chút hai con ngươi kinh ngạc nhìn hắn khóe miệng đột nhiên chảy ra càng nhiều máu tươi lạc thanh chu gặp huyết dịch của nàng là màu đỏ tươi lại liếc mắt nhìn dòng máu màu đen chảy ra từ phần bụng của nàng trong lòng khẽ động lập tức nói Sư phụ, nọc độc còn chưa tới trái tim, hẳn là còn ở miệng vết thương, đoán chừng bị kinh mạch trong cơ thể ngươi tự động khép kín, khóa ở nơi đó, chúng ta còn có cơ hội. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía miệng vết thương, do dự một chút, vương tay, soạt một tiếng, xé rách quần áo ở phần bụng của nàng, lộ ra vết thương bị chủy thủ đâm rách. Lúc này, miệng vết thương kia đang không ngừng chảy máu đen ra phía ngoài kinh mạch trong cơ thể cùng ngũ tạng lục phủ võ giả, thậm chí là huyết dịch cốt tủy đều trải qua thiên truy bách luyện, mặc dù vừa rồi nàng hao hết một tơ lực lượng sau cùng, nhưng thời khắc nguy cơ, những khí quan trong cơ thể vẫn như cũ sẽ làm bảo hộ cuối cùng trước khi chết, tựa như là hệ thống miễn dịch của thân thể con người. Đến chết đều đang thông vệ virus đang xâm nhập vào cơ thể người. Nọc độc vẫn như cũ bị vây khốn ở miệng vết thương, cũng không chảy vào trái tim. Nhưng lấy thân thể lệnh Hồ Thanh Trúc bây giờ, khẳng định không kiên trì được quá lâu, cho nên cần nhanh chóng thải độc ra ngoài, mà cần lấy ra toàn bộ nọc độc. Lạc Thanh Chu nhìn vết thương, đang tự hỏi làm như thế nào lấy ra toàn bộ nọc độc bên trong, lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên khó khăn dơ lên trái tay, ống tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay tinh tế tuyết trắng của nàng. Trên cổ tay, mang theo một vòng tay bạch ngọc. Nàng nhíu nhíu mày lại, vòng ngọc trên cổ tay đột nhiên khẽ động, một chiếc bình ngọc xuất hiện ở trong tay nàng nhưng nàng đã không có khí lực nắm chặt bình ngọc. Bình ngọc vừa sắp trượt xuống, Lạc Thanh Chu đưa tay tiếp được, nghi hoặc hỏi. Sư phụ, đây là cái gì? Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hắn, trên má tái nhật đột nhiên nhiễm lên hai vết đỏ ửng nhàn nhạt, lại trầm mặt trong chốc lát, trung giọng nói. Thuốc! Xúc miệng, ngươi! Ngươi giúp ta! Hút! Trước xúc miệng! Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong huyệt động yên tĩnh im ắng. Lạc Thanh Chu chỉ giật mình, cũng không có chút do dự, lập tức mở ra nắp bình, uống một ngụm, súc súc miệng, để chất lỏng bao trùm khoang miệng, sau đó phun ra. Hắn nhìn về phía vết thương, đang muốn cúi đầu đi hút, Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên cầm tay của hắn, lại gian nan mở miệng nói: "Ngươi?" Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng nói: "Sư phụ muốn nói gì?" Lệnh Hồ Thanh Trúc kinh ngạc nhìn nhìn hắn mấy giây, khẽ lắc đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lạc Thanh Chu trầm mặt một chút, nói Sư phụ, đệ tử biết được nam nữ thụ thụ bất thân, bất quá lúc này, tính mạng quan trọng, chúng ta không giảng những lễ tiết kia. Nói xong, đang muốn há miệng hút nọc độc. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhắm mắt lại, thân thể rung nhẹ nhẹ, lại nói Yên, yên tâm, ta, ta sẽ không, để ngươi, để ngươi phụ trách. Lạc Thanh Chu nghe lời này, đột nhiên ngừng lại, Đưa mắt nhìn về phía nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc chờ đợi trong chốc lát, chậm rãi mở mắt ra, gặp hắn đang nhìn mình, giật mình, đành phải cắn môi một cái, đỏ mặt nói: "Ta, ta lệnh Hồ Thanh Trúc chưa từng chưa từng nói dối." Nói xong, lại nhắm mắt lại. Khóe miệng Lạc Thanh Chu co giật một chút, nhưng không dám lại do dự, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra ngoài, lập tức ngừng thở, nhắm ngay vết thương, cúi đầu. Thân thể lệnh hồ thanh trúc đột nhiên rung lên, rung giọng nói. Nhẹ một chút. Đau. Mặt trời chiều ngã về tây. Bên ngoài thác nước, bọc nước màu vàng kim bay múa ở giữa không trung. Một con nai con da lông xinh đẹp đi vào bên dòng suối nhỏ uống nước, uống xong nước, lại nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây. Trong rừng cây cách đó không xa. Một đám hầu tử đứng ở trên cây, đang gào thét ầm ĩ. Nhân có nhân ngôn, thú có thú ngữ đàn khỉ đều đang tức giận chửi ầm lên hành vi cường đạo tu hú chiếm tổ chim khách của hai người lạc thanh chu đúng vào lúc này thân ảnh của mấy tên nhân loại người mặc áo da thú đột nhiên từ trong rừng đi tới đàn khỉ thấy thế lập tức ngậm miệng lại mở to hai mắt nhìn mấy thân ảnh kia tìm tòi bốn phía một hồi nhìn thác nước cách đó không xa một chút lại đi nhanh hướng về một phương hướng khác đám hầu tử gặp bọn họ đi xa lập tức lại bắt đầu ồn ào thảo luận mà lúc này, trong huyệt động phía dưới thác nước, Lạc Thanh Chu vẫn đang giúp lệnh Hồ Thanh Trúc từng ngụm từng ngụm hút lấy nọc độc trong vết thương. Màu đen trong máu bắt đầu dần dần trở nên nhạt đi. Lại một lát sau, màu sắc của huyết dịch bắt đầu biến thành màu đỏ sậm. Lệnh Hồ Thanh Trúc chịu đựng đau đớn cùng suy yếu dài, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Lạc Thanh Chu lại hút một lát, thấy toàn bộ huyết dịch chuyển thành màu đỏ tươi, cầm lấy bình sứ, xúc miệng, sau đó lấy ra thuốc trị thương từ trong túi trữ vật bôi lên trên vết thương lại dùng băng gạc cẩn thận băng bó vết thương làm xong hết thảy trời bên ngoài đã đen thui lạc thanh chu lấy ra chăn mền nhẹ nhàng trùng lên trên người lệnh hồ thanh trúc sau đó đi đến cửa hang nhìn ra phía ngoài tia sáng lờ mờ bóng đêm bao phủ bên ngoài ngoại trừ tiếng thác nước cũng không có tiếng gì khác hắn cẩn thận lắng nghe trong chốc lát ngồi ở cửa hang thần hồn xuất khiếu xuyên qua màn nước, bay lên giữa không trung, quan sát bốn phía. Thấy không có gì lạ, mới trở về đến hang động. Trong lòng của hắn lo âu đau tỉ và những người khác, nhưng giờ phút này lại không thể rời đi. Mạng sống lệnh Hồ Thanh Trúc vừa rồi như treo trên sợi tóc, mặc dù nọc độc bị hút ra, nhưng vẫn như cũ rất suy yếu, cần hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Lạc Thanh Chu đứng ở cửa hang suy tư một hồi, lấy ra linh dịch mà Nhật Nguyệt Bảo kính sinh ra, nhỏ hai giọt vào lòng bàn tay đợi linh dịch bị hấp thu hắn chuẩn bị tu luyện lúc này hắn đột nhiên nhớ tới linh dịch này đều có hiệu quả rất mạnh đối với nhục thân cùng thần hồn của người có thể nhanh chóng bổ sung rất nhiều năng lượng mà thân thể của lệnh hồ thanh trúc thời khắc này đang rất cần suy nghĩ đến chỗ này hắn không do dự lập tức quay người đi đến bên giường đá mở nắp bình đổ hai giọt lên bờ môi lệnh hồ thanh trúc lúc đầu muốn đổ vào trên vết thương bất quá vết thương đã bị băng bó lại lúc này nàng quá mức suy yếu không cách nào vận chuyển khí tức huyết dịch trong cơ thể cho nên đổ vào từ miệng thì hiệu quả hẳn là sẽ càng nhanh linh dịch vừa chạm lên trên bờ môi của nàng liền bị hấp thu đi vào lạc thanh chu thu hồi bình sứ giúp nàng đắp kỹ chăn mền đang muốn lúc trời tay của hắn đột nhiên bị nàng bắt lấy lệnh hồ thanh trúc mở mắt ra sắc mặt tái nhật mà nhìn hắn yếu ớt nói ngươi ngươi vừa rồi cái gì làm đưa vào miệng ta. Lạc Thanh Chu nghe vậy kinh ngạc một chút, một tay khác lấy ra bình sứ, nói: "Một loại dược thủy bổ sung năng lượng cho cơ thể, rất đắt." Lệnh Hồ Thanh Trúc đưa mắt nhìn bình sứ trong tay hắn, chậm rãi buông lỏng tay ra. Lạc Thanh Chu hỏi: "Sư phụ, ta đã hút ra hết máu độc trong vết thương của người, bây giờ người cảm giác thế nào?" Lệnh Hồ Thanh Trúc chậm rãi giơ tay lên, sờ bụng dưới, nơi đó quấn quanh lấy băng gạc nàng giật mình, nói. Trước đó, tê tê, hiện tại, đau. Lạc Thanh Chu nghe xong, yên lòng, nói. Cái này thì đúng, nói rõ nọc độc hoàn toàn đã bị hút ra. Sư phụ, chịu đựng một chút, đau một hồi liền tốt, ta đã giúp người sức thuốc. Lấy tu vi của sư phụ, chỉ cần hảo hảo tỉnh dưỡng một phen, chẳng mấy chốc sẽ tốt lên. Lệnh Hồ Thanh Trúc Nhu Hòa nhìn hắn, nói khẽ. Tạ ơn lạc thanh chu nói nên làm sau đó cáo lui nói sư phụ người nghỉ ngơi thật tốt ta đi cửa hang tu luyện lệnh hồ thanh trúc kinh ngạc nhìn hắn không nói gì lạc thanh chu đang nghe truyện trên tv audio cv quay người đi đến cửa hang lại quan sát một chút tình huống bên ngoài khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp vừa rồi hấp thu hai dọc linh dịch giờ phút này đều biến thành một cổ năng lượng nóng rực tuôn vào đan hải của hắn hắn bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Bên trong đan hải, bên trong huyệt khiếu sớm đã xúc tích đầy năng lượng, vẫn như cũ hiện lên một loại cảm giác sắp bộc phát, lại là trạng thái trên lệch một bước sẽ là cá chết hóa rồng. Hắn nhất định phải tiếp tục hấp thu năng lượng, thẳng đến khi triệt để xông phá tầng trở ngại kia. Bóng đêm dần dần sâu. Đang lúc hắn tu luyện toàn thân nóng hổi, năng lượng bên trong cơ thể giống như muốn đổ tung lên, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hầu tử kêu thê lương thảm thiết mặc dù âm thanh cực kỳ ngắn ngủi nhưng vẫn như cũ rơi vào trong tai của hắn hắn lập tức thu công thần hồn xuất khiếu bay ra thác nước nhìn lại về phía bên ngoài trong rừng cây cách đó không xa năm tên nam tử cường tráng người mặc áo da thú ngắn đang đi về phía bên này tiếng nói chuyện của mấy người cũng rõ ràng truyền đến hổ ca ta lúc đầu truy đuổi một trư yêu đã từng tiến vào nơi đó nơi đó xác thực cất giấu một cái huyệt động đi thôi đi xem một chút chúng ta mấy người đã điều tra cả cánh rừng cây này lão đại nói một chỗ cũng không thể buông tha nếu tìm được nữ tử lăng tiêu tông bị trọng thương kia có thưởng rất lớn năm người vừa nói chuyện một bên đi về phía thác nước đợi đi đến gần thác nước tiếng nói chuyện đều nhỏ lại lạc thanh chu lập tức thần hồn trở về cơ thể tiến vào hang động từng chút từng chút bế lệnh hồ thanh trúc trên giường lên đi về phía góc hẻo lánh bên phải lệnh hồ thanh tỉnh mở mắt ra nhìn hắn nhưng không có lên tiếng lạc thanh chu đặt nàng ở trong góc đen nhánh thấp giọng nói sư phụ có người tìm tới còn không biết tu vi cụ thể của đối phương người đừng lên tiếng ta ra xem một chút lệnh hồ thanh trúc khẽ gật đầu trong mắt lấp lóe kiếm ảnh nàng mặc dù khôi phục một chút nội lực nhưng thân thể vẫn như cũ rất suy yếu miệng vết thương vẫn như cũ truyền đến từng trận đau đớn xoạt ngoài động năm người cầm đao kiếm trong tay đứng ở dưới màn nước ngẩng đầu nhìn lên phía trên quả nhiên có một hang động lão tam lão côn các ngươi nhảy lên trước nhìn phải cẩn thận tình huống không đúng thì lập tức ra chúng ta sẽ canh chừng cho các ngươi ở bên ngoài được hai tên hán tự đáp ứng một tiếng nhìn nhau lập tức thả người nhảy lên rơi vào cửa hang một người cầm đao một người cầm búa ánh mắt trước cẩn thận nhìn bên trong một chút sau đó bước một bước cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong động một mảnh hỗn độn bụi đầy đất có bàn đá bên trong nơi hẻo lánh còn đặt một cái giường đá tia sáng bên trong lờ mờ yên tĩnh im ắng cũng không có một bóng người hai người yên lòng một người quay đầu hô hổ ca bên trong không có trong miệng hắn đột nhiên dừng lại phía dưới cùng nhất ngoài động hổ ca và hai gã khác nam tử đang nín ngỡ ngưng thần trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi nghe được phía trên nói nửa câu lại không tiếp tục nói lập tức hỏi lão tam thế nào thấy cái gì nhưng phía trên yên tĩnh im ắng cũng không có người đáp lại sắc mặt ba người thay đổi hổ ca đột nhiên lớn tiếng quát lão tam lão côn các ngươi hảo hảo tìm kiếm đều thấy rõ ràng mỗi một góc trong động quật nhìn trên mặt đất có lưu lại thứ gì hay không có biến lập tức báo cáo chúng ta ở phía dưới bất cứ lúc nào tiếp ứng các ngươi nói xong hắn lập tức liếc mắt ra hiệu cho hai người bên cạnh một cái ba người cơ hồ không có chút gì do dự đột nhiên sưu một tiếng phá vỡ màn nước nhảy ra ngoài lập tức co cẳng liền chạy đúng vào lúc này một thân ảnh đột nhiên cuốn lên bọc nước từ trời rơi xuống quanh một quyền rơi vào trên đầu của một tên nam tử trong đó thẳng tiếp đánh đầu não của hắn đứt ra trong nháy mắt một mạng ô hô ngã trên mặt đất lạc thanh chu đột nhiên nhảy lên lại đuổi kịp tên nam tử thứ hai ai ngờ vừa tới gần tên nam tử kia đột nhiên quay người chính là vung một chùm vui đợi nhìn thấy trên mặt hắn mang theo mặt nạ phòng độc lập tức sững sờ oanh lạc thanh chu mang theo mặt nạ phòng độc hắc hổ một quyền đập vào phía sau lưng của hắn trực tiếp đập hắn bay ra ngoài lập tức sư một tiếng nhảy vọt mà lên, lại đuổi kịp người thứ ba. Người thứ ba chính là tên nam tử to lớn gọi hổ ca kia. Hắn có được tu vi võ sư hậu kỳ, gặp tốc độ không sánh bằng, đành phải dừng lại, khí thế toàn thân hùng hổ, banh một tiếng đánh ra một quyền, mang theo tiếng xé gió chói tai. Lạc thanh chu cùng hắn chạm tay một cái, thân thể chấn động, rơi vào trên mặt đất, lui về phía sau mấy bước. Hổ ca thấy thế, kinh ngạc một chút, trong lòng lập tức buông lỏng, gia hỏa này lại chỉ có tu vi võ sư trung kỳ, vậy hắn còn chạy làm cái gì? Giết! Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền lấp lóe quyền mang, chủ động xông tới. Lạc Thanh Chu đứng tại chỗ, lực lượng trong cơ thể sớm đã sao động bất an đột nhiên mãnh liệt mà ra, tràn vào cánh tay. Xoạt! Trên nắm tay lóe lên kim quang, xuất hiện một đôi quyền sáo màu vàng kim. Quanh, hai nắm đấm nặng nề mà đánh vào nhau trăng rắc một tiếng giòn vang hổ ca còn chưa kịp phản ứng cánh tay đột nhiên đứt gãy toàn bộ thân thể đột nhiên bị đánh bay ra ngoài không đợi hắn kêu lên thảm thiết nắm đấm thứ hai lóe ra quyền mang màu vàng kim của lạc thanh chu đã nặng nề đập vào lồng ngực của hắn oanh một tiếng bạo hưởng thân thể to lớn nặng nề rơi đập xuống mặt đất toàn bộ ngực lõm vào oanh quyền thứ ba của lạc thanh chu trong nháy mắt lại rơi vào trên cổ hắn lại răng rắc một tiếng trực tiếp đập cổ hắn nhão nhoẹt đầu nghiêng một cái hoảng sợ không thôi hắn há hốc mồm trừng lớn hai mắt từ đầu đến cuối ngay cả hô một tiếng kêu thảm đều chưa kịp phát ra liền đi đời nhà ma lạc thanh chu lại ra một quyền đập vỡ trái tim của hắn mới thu hồi công pháp nhìn thoáng qua bốn phía lập tức lấy ra hóa thi phấn thả xuống trên người hắn thi thể to lớn trên mặt đất rất nhanh biến thành mũ dịch chui vào lòng đất lạc thanh chu lại đi đến trước cổ thi thể thứ hai thi thể thứ ba đều rót hóa thi phấn xử lý xong ba bộ thi thể hắn lập tức trở về đến hang động nhìn thoáng qua hai cổ thi thể trên đất chuẩn bị làm theo như trước lúc muốn lần nữa sử dụng hóa thi phấn ngồi lệnh hồ thanh trúc ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói không thể ở lại nơi này nữa bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm đến chúng ta đi tới một cái huyệt động Lạc Thanh Chu nghe vậy, không do dự, lập tức đi qua ôm nàng, đi ra ngoài động, hỏi. Sư phụ, một cái khác động ở đâu? soạt Hắn vừa nói, một bên thả người nhảy lên, nhảy ra màn nước, rơi vào trên mặt đất phía ngoài. Lệnh Hồ Thanh Trúc nói khẽ. Trong u cốc phía nam, bị cỏ dại che, bên trong rất sâu, chật hẹp khúc chiếc, ta đã từng đuổi theo một thỏ yêu đi vào qua. Nơi đó dễ thủ khó công, cho dù bọn hắn tìm được, cũng rất khó tấn công vào. Lạc Thanh Chu nghe nói thế, lập tức ôm nàng lao nhanh về phía nam. Ai ngờ vừa lướt đi ra vài trăm thước, đằng sau cự thạch phía trước đột nhiên xóa bay ra một vòng đao mang to lớn, trực tiếp trảm đến phía hai người. Quy thế cùng khí tức kinh cũng lập tức làm trong lòng Lạc Thanh Chu giật mình, dừng chân, đột nhiên nhảy mạnh về phía sau, nói Sư phụ, ôm chặt ta. Na. Đao mang lướt ở dưới chân của hai người bay ra ngoài, trong nháy mắt chỉnh tề cắt đứt mấy cây đại thụ, bay về phía nơi xa. Khí lãng khổng lồ gào thét mà qua, thổi quần áo của hai người bay phần phật. Một tiếng cười truyền ra. Lập tức, một tên đại hán to lớn cao đến 2 mét, cầm trong tay một thanh cự hình đại đao, đi ra từ đằng sau nham thạch phía trước, đúng là hán tử to lớn ban ngày bị chỉ kiếm của lệnh hồ thanh trúc làm bị thương kia. Ha ha, tiểu mỹ nhân, lão tử tìm các ngươi nửa ngày, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng tên tiểu tạp chủng này trốn ở đây sư phụ đồ đệ ha ha đôi thầy trò các ngươi trốn ở chỗ này lâu như vậy có phải đang làm chuyện gì cẩu thả không biết liêm sĩ hay không nhìn các ngươi dính gần như vậy ông sát thế kia sẽ không vừa làm xong đó chứ hán tử to cao dùng hai tay cầm đao mặt mũi tràn đầy hèn mọn xấu xí miệng cố ý nhục nhã bọn hắn lạc thanh chu ôm chặt lệnh hồ thanh trúc trong ngực ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng biết đối mặt tên hán tử to lớn có thực lực cường đại này thì không cách nào mang theo người trong ngực trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức lại quay người một lần nữa chạy trở về thác nước kia. Hán tử to lớn cười khẩy, đột nhiên nhảy lên, cự hình trường đao trong tay hắt một tiếng chém mạnh về phía hai người, lại trảm ra một đạo đao mang dài đến mấy trượng. Một đao kia xuống tới, toàn bộ thác nước đen nhánh đều bị chiếu rọi sáng trưng phía sau lạc thanh chu giống như sinh ra con mắt đột nhiên lộn vòng một cái ông lệnh hồ thanh trúc trong ngực lộn về bên phải lao ra ngoài hiểm hiểm tránh thoát cái đao mang đáng sợ kia đang lúc hắn lao nhanh vào rừng cây bên phải để rời đi đột nhiên thấy trong rừng lóe lên hàng mang có cung tiễn thủ đang mai phục trong lòng giật mình đành phải lại lộn vòng phương hướng bắn nhanh mà về trở lại thác nước ánh mắt của hắn nhìn về phía trên thác nước bằng tốc độ nhanh nhất lướt tới nhưng tốc độ của tên đại hán to lớn kia càng nhanh hơn từ giữa không trung chém xuống một đao lại trực tiếp rơi vào trên thác nước lại quanh một tiếng đem đầu kia thác nước một phân thành hai lạc thanh chu gặp một màn này trong lòng trầm xuống trong lúc đang không biết nên trốn hướng nào lệnh hồ thanh trúc trong ngực đột nhiên thấp giọng nói kiên trì thời gian nửa nén hương ta sắp khôi phục đến lúc đó chúng ta có thể dùng hắc bạch kiếm phá đao pháp của hắn trong lòng lạc thanh chu khẽ động lập tức thả người nhảy lên, sau khi ném nàng vào màn nước trước mặt, lập tức đột nhiên xoay người, xóa, lấy ra cây gậy gỗ đen nhánh, ánh mắt chăm chú vào đao mang đang hối hả bay tới kia. Hô! Hắn không biết bất kỳ công pháp gì, trực tiếp vung vẩy gậy gỗ đen nhánh trong tay, đập lên đao mang cự đại đang lao tới. Oanh! Gậy gỗ đen nhánh trong tay lạc thanh chu và đao mang đáng sợ nặng nề mà đánh vào nhau. Một tiếng va đập đinh tai nhất óc bỗng nhiên vang lên ánh sáng nổ bắn ra, khí lãng cuồn cuộn. Hổ khẩu lạc thanh chu chấn động, toàn bộ thân thể trực tiếp bị một cổ lực lượng khổng lồ hất bay ra ngoài. Nhưng quỷ dị chính là, đao mang đáng sợ kia lại bị gậy gỗ đen nhánh trong tay hắn đánh nát bấy. Hắn tử to lớn gặp một màn này, miệng lập tức ngửi một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đưa mắt nhìn chầm chầm gậy gỗ trong tay hắn, lại một lần nữa vung đao nhảy tới. Xóa, một đao kia để nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao, không khí giống như đang thiêu đốt. Đao mang chứng bắt trực tiếp phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui của lạc thanh chu, đồng thời bao phủ cả lệnh hồ thanh trúc ở sau màn nước của thác nước phía sau hắn vào bên trong. Lạc thanh chu rơi trên mặt đất, lui về phía sau mấy bước, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. mắt thấy uy thế một đao kia càng cũng bố hơn, lại không thể tránh né, lập tức cắn răng một cái lực lượng ngo ngoe muốn động bên trong đan hải và các huyệt khiếu sớm đã xúc tích tràn đầy giống như hồng thủy vỡ đê quanh một tiếng bột phát ra tràn vào đến hai tay hắn nắm chặt gậy gỗ đen nhánh trong tay trong mắt lóe ra ánh sáng như sao trời một tia lôi điện nhảy vọt trong chỗ sâu con ngươi của hắn hô hắn đột nhiên đưa tay nâng lên gậy gỗ đen nhánh trực tiếp đập tới lưỡi đao đang phun ra đao mang to lớn bởi vì cường độ quá lớn không khí phát ra tiếng rít chói tai Tư phía trên gậy gỗ đột nhiên toát ra một đầu lôi điện màu tím, giống như linh xà quấn quanh ở phía trên. Quanh! Một tiếng bạo hưởng. Gậy gỗ lại một lần nữa đánh đao mang nát bấy, đồng thời nặng nề đánh vào cự hình đại đao trong tay hán tử to lớn. Lưỡi đao mang theo đao mang sắc bén, lấy khí thế không thể địch nổi chém vào bên trên gậy gỗ. Ai ngờ, két một tiếng, lưỡi đao lại trực tiếp bị chấn vỡ một lỗ hổng hai tay hán tử to lớn cầm chui đao lập tức ngẩng người còn chưa chờ hắn kịp phản ứng cự hình đại đao trong tay lại trâu một tiếng cả thân đao vỡ ra từ giữa trực tiếp bị gãy mất hô lực lượng bành trướng kiềm chế nhiều ngày trong cơ thể lạc thanh chu rốt cục đạt được trút xuống cảm giác thần thanh khí sản một côn đắc thủ lại là một côn bổ lên đi đại hán to lớn co rụt con ngươi đành phải lần nữa vung ra đao gãy trong tay chém lên Hoa. Đao gãy to lớn và gậy gỗ đen nhánh nặng nề đánh vào nhau, vậy mà lần nữa đứt gãy. Hán tử to lớn cầm chui đao trống không, bắp thịt trên mặt hung hăng co quắp một chút, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ném chui đao, đánh ra một quyền. Lạc thanh chu vung côn ngăn cản, lại không biết công pháp, một gậy đánh vào chỗ trống không, còn chưa kịp thu côn liền bị một quyền đánh trúng lồng ngực, bay ra ngoài. Một cổ đau nhức kịch liệt từ ngực đánh tới đầu. May mắn, lực phòng ngự hắn bây giờ đã trở nên vô cùng cường đại, lộn mấy vòng dưới mặt đất, lại nhảy lên một cái. Hắn lập tức thu hồi gậy gỗ, bên trên sông quyền lóe lên kim quang, ngưng kết hai quyền sáo màu vàng kim, giác một tiếng, chủ động xông tới. Nội lực bên trong đan hải giống như thủy triều hiện lên cánh tay, lại hiện lên nắm đấm. Quanh! Hắn giơ quả đấm, lấy lực lượng lớn nhất, đập tới. Hắn tử to lớn lại cười khẩy, đứng tại chỗ không động, một quyền đánh về phía nắm đấm của hắn. Ngay lúc hai nắm đấm muốn đụng vào nhau, nắm đấm Lạc Thanh Chu đang nắm chặt đột nhiên buông ra, xuề năm ngón tay, phốc một tiếng, đánh ra khí lãng mang theo một bồng vôi phấn lớn trong nháy mắt bay ra ngoài. Nháy mắt khi vôi phấn bay ra, Lạc Thanh Chu lập tức thu quyền nhanh chóng né qua phía bên phải. Quanh! Quả đấm to lớn hán tử đánh vào chỗ trống không, mắt thấy vôi phấn đập vào mặt, quanh thân thổi ra gió mạnh, trực tiếp thổi tan vôi phấn hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Hán tử to lớn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ không thấy gì nữa. lạc thanh chu vừa dừng trên mặt đất, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một quyền đánh về phía trước. ầm, ừ. hai nắm đấm nặng nề mà đánh vào nhau, thân thể lạc thanh chu chấn động, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, hoa phun ra một mụn máu tươi. Hán tử to lớn lại ngửi một tiếng, ngạc nhiên nói. Hảo tiểu tử, rõ ràng chỉ là võ sư trung kỳ lại có thể vững vàng đón đỡ một quyền này của lão tử, hẳn là còn ẩn tàng thực lực." Dứt lời, bóng người hán tử to lớn lần nữa lóe lên, xông tới. Lần này, hai tay của hắn đột nhiên ầm ầm rung động, hóa thành quyền ảnh đầy trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể Lạc Thanh Chu ở bên trong. Thần hồn Lạc Thanh Chu ngưng tụ, bên trong lấp lóe ánh sáng, không nhìn quyền ảnh khác, song quyền lóe lên kim quang quanh một quyền đánh về phía hai nắm đấm trong đó. ầm, Khí lãng nổ tung. Thân thể hắn lần nữa chấn động, bị đánh bay ra ngoài, như diều bị đứt dây, hung hăng ngã xuống mặt đất cách đó không xa, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vẻ kinh ngạc trên mặt hán tử to lớn càng đậm. Tiểu tử, ngươi vậy mà liếc mắt một cái đã thấy rõ thiên ảnh quyền của lão tử, quả nhiên có chút bản sự. Bất quá ngươi muốn kéo dài thời gian, chỉ sợ không biết tự lượng sức mình. Nói xong, nắm đấm trong tay hán tử nổ bắn ra ánh sáng, quanh một quyền đập lên mặt đất. Mặt đất đột nhiên chấn động, Lạc Thanh Chu mới đứng lên từ trên mặt đất cách đó hơn 10 mét đột nhiên bay lên. Chịu chết đi. Hán tử to lớn trong nháy mắt khóa chặt khí cơ cùng tất cả đường lui của hắn, đột nhiên nhảy lên, bay lên giữa không trung, quanh một quyền đập tới. Lạc Thanh Chu thân ở giữa không trung, không kịp tránh né, chỉ nghe phanh một tiếng, trực tiếp bị đập trúng lồng ngực, bay ra sau, nặng nề mà nện lên một khối nham thạch ở phía sau, trực tiếp đập khối nham thạch kia chia năm xẻ bảy. Mà hắn thì nằm ở trong đá vụn, không nhúc nhích. Hừ, chỉ là tu vi võ sư cũng dám đối mặt với lão tử. Ăn một quyền này, cho dù đại võ sư sơ kỳ cũng phải một mạng quy thiên. Hán tử to lớn cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nhìn nhiều, trực tiếp xoay người, đi về chỗ thác nước, miệng he he cười dâm nói, Tiểu mỹ nhân, để cho ngươi chờ lâu, gia gia đến hảo hảo hầu hạ ngươi đây." Từng Ai ngờ hắn mới vừa đi mấy bước, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi thân ảnh mang theo mặt nạ hắc hổ vừa rồi nằm. Nhưng, người vừa rồi nằm ở nơi đó không nhúc nhích lại đột nhiên không thấy bóng dáng. Sắc mặt hắn đột biến, đang muốn tìm kiếm, đột nhiên ra một quyền đánh về sau lưng, lại đánh hụt. Ờ ờ. Một tiếng trâu rống to đột nhiên từ góc bên phải vang lên. Lập tức, một thân ảnh đột nhiên lao đến như đạn pháo ra khỏi nòng, uy một tiếng hối hả bay tới phía hắn. Ngư Ma Thần Công giả mang va chạm. Ầm. Uhm. Hắn tử to lớn còn chưa kịp phản ứng, bên hông đột nhiên đau xót, thân thể cao 2 mét lại trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, một nháy mắt khi bị đụng bay, đánh một quyền ra ngoài. Lạc Thanh chu lại sử xuất hút mạnh, song quyền phanh một tiếng đánh vào nắm đấm của hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắn tử to lớn bị đụng bay đến chỗ cách hơn 10 mét bên ngoài, hai chân phanh một tiếng, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn sờ lên bên hông bị va chạm, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói: "Tiểu Tạp chủng, cũng dám đụng lão tử, muốn chết." Dứt lời, giận tím mặt, thân ảnh lóe lên, xông tới. Hắn có được cảnh giới đại võ sư hậu kỳ, lại có huyết mạch yêu tộc, tăng thêm thể chất thiên phú dị bẩm. Thực lực có thể so với đại võ sư Đỉnh Phong, trong cơn giận dữ công kích thì Lạc Thanh Chu làm sao có thể ngăn cản. Cảnh giới trên lệch quá nhiều, vô lượng là tốc độ hay là lực lượng gì thì Lạc Thanh Chu đều không thể chống lại. Ầm. Uhm, Lạc Thanh Chu lại một lần nữa bị một quyền đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống trong đầm nước dưới thác nước. Một kích trí mạng vừa rồi được bảo điệp đưa tin trên người hắn ngăn cản được, bảo vệ tính mạng của hắn nhưng bảo điệp đưa tin chỉ có thể giúp hắn ngăn cản một lần mà lần này hắn trực tiếp dùng hai quả đấm của mình ngăn cản lực lượng bên trong đang hải bên trong huyệt khiếu trong cơ thể cơ hồ toàn bộ bộc phát ra mới ngăn cản một quyền toàn lực của đối phương nhưng hắn vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn hai tay máu thịt be bét quyền sáo màu vàng kim cũng bị đánh nát xoạt bọc nước văng khắp nơi hắn chìm vào đầm nước mắt tối sầm lại kém chút hôn mê. Hắn nằm dưới đáy đầm, mở mắt ra, nhìn dòng nước mờ tối, miệng phun ra số lượng lớn máu tươi, hai tay vô cùng đau đớn. Hắn vừa rồi rút khô tất cả lực lượng trong cơ thể, lúc này lại bị thương nặng, vốn nên vô cùng suy yếu, buồn ngủ, nhưng làm hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là, giờ phút này trong đầu của hắn vậy mà vô cùng thanh tĩnh, mà tất cả huyệt khiếu trong cơ thể đang lấy tốc độ đáng sợ, hối hả khôi phục lực lượng vừa rồi bị rút khô. Đồng thời, Nội lực bên trong Đan Hải cũng trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa, hơn nữa còn đang nhanh chóng khôi phục. Tư. Hắn đột nhiên phát hiện toàn thân của mình vậy mà lóe ra từng đầu sấm sét màu tím. Con người của hắn, trong đầu của hắn, Đan Hải của hắn, cùng từng cái huyệt khiếu toàn thân giờ phút này đều tư tư rung động, xuất hiện từng đầu lôi điện nhảy vọt. Rất nhanh, Đan Hải cùng toàn thân huyệt khiếu của hắn lần nữa tràn đầy lực lượng. Trong cơ thể của hắn bắt đầu nóng lên toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy. Một cổ lực lượng kinh khủng bắt đầu tụ tập ở bên trong đan hải của hắn, bên trên đan hải có sấm sét vang dội, giống như có biến hóa kinh thiên đang muốn phát sinh. Giờ khắc này, hắn cảm thấy huyệt khiếu toàn thân căng đau, giống như khí cầu đã thổi tới cực hạn, sắp nổ tung. Đây là dấu hiệu muốn đột phá. Tại thời khắc nguy cấp này, lôi linh chi căng vụn trộn trộn đi số lượng lớn năng lượng của hắn rốt cuộc bắt đầu trả lại thân thể của hắn, trong nháy mắt khôi phục lực lượng trong cơ thể hắn, chuẩn bị giúp hắn đột phá. Dưới đáy đầm nước tĩnh mịch, dòng nước bắt đầu xoay tròn. Từng đạo lôi điện tư tư rung động ở đáy đầm, văng khắp nơi, giống như từng đầu linh xà cuốn quanh ở trên người hắn. Mà lúc này, tên hán tử to lớn kia đang ra một quyền đánh về phía đằng sau màn nước. Xùy. Một đạo chỉ kiếm màu xanh đột nhiên từ đằng sau màn nước bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng quyền mang to lớn của hán tử, sau đó đánh vào nắm đấm của hắn lên hắn tử to lớn cảm thấy kinh hãi thân thể chấn động lại bị đạo chỉ kiếm nho nhỏ này chấn lui về phía sau mấy bước cúi đầu xem xét trên nắm tay mang theo hộ giáp cứng rắn của hắn đã xuất hiện một lỗ máu thật sâu máu chảy ồ ạt mà đằng sau màn nước thì yên tĩnh im ắng hắn tử to lớn cảm thấy kiên kỵ vẫn nộ quát với rừng cây bên cạnh còn trốn ở nơi đó lề mề cái gì đều đi ra cho lão tử cùng một chỗ làm thịt cô nương kia lúc này một tên cường đạo chạy như bay đến gấp giọng đưa tin nhị đương gia cao thủ lăng tiêu tông tới đang ở chỗ lối đi vây công lão đại hán tử to lớn nghe xong sắc mặt đột biến chần chờ một chút cắn răng nói chúng ta trước tiên giải quyết nương môn này lại đi hỗ trợ nói xong nổi giận gầm lên một tiếng cùng tiến lên cho lão tử bọn cường đạo trốn ở rừng cây lập tức trong tay cầm vũ khí vọt ra, khí thế hung hăng vọt tới thác nước. Thác nước đang chảy thẳng xuống dưới, rơi vào đầm nước phía dưới, văng lên vô số bọc nước. Dưới đầm nước lăn lộn, từng đầu lôi điện giăng khắp nơi dưới đáy nước, như nước chảy. Lệnh Hồ Thanh Trúc ngồi ở sau màn nước, đang nhanh chóng khôi phục tu vi, rõ ràng cảm giác được một cổ sức mạnh đáng sợ, đang nổi lên ở dưới đáy đầm. Đáy đầm có ánh sáng đang lóe lên. Tư, Đúng vào lúc này, một đầu lôi điện đột nhiên giống như linh xà từ đáy đầm leo ra, thuận dòng nước, trong nháy mắt lẻn đến trên người nàng. Toàn thân nàng rung lên, toàn thân váy áo, xuyệt một tiếng bị đốt sạch. Nàng trừng to mắt, thân thể tuyết trắng như ngọc không mảnh vải che thân ngồi ở phía sau màn nước thật dày, ngốc trệ một cái chớp mắt, lập tức lấy ra váy áo, một lần nữa mặc ở trên người. Mà lúc này, cường đạo bên ngoài đã rống lên một tiếng bước nhanh tiếp cận đến. Dết! hơn 20 tên cường đạo cầm vũ khí trong tay, há miệng lớn tiếng kêu la, đằng đằng sát khí xông về màn nước. Đại hán to lớn thì nắm chặt nắm đấm, xúc tích lực lượng, chuẩn bị khi lệnh Hồ Thanh Trúc đi ra, đột nhiên bạo kích. Quanh! Đang lúc những cường đạo kia vọt tới bên đầm nước, chuẩn bị nhảy vào màn nước thác nước đang rơi thẳng xuống dưới, cả đầm nước đột nhiên bay lên như sóng lớn. Một đầu lôi điện màu tím thô to đột nhiên như dao long vạch nước, mang theo bọc nước, bắn ra, trong nháy mắt phân liệt thành mấy chục đầu lôi điện màu tím, tư, một tiếng, nhào tới trên người hơn 20 tên cường đạo, một bên uống lượng quấn quanh, một bên tích tích cách cách đập nện không ngừng. Hơn 20 tên cường đạo bị định lại tại chỗ, trừng to mắt, toàn thân loạn chiến, miệng a a a réo lên không ngừng, gương mặt hải sợ mà dữ tợn. Trong nháy mắt, toàn thân bọn hắn cháy đen, ngã trên mặt đất. Có người run rẩy, có người mất mạng. Mấy tên cường đạo tu vi hơi cao, lực phòng ngự cường đại lập tức từ dưới đất nhảy lên một cái, xoay người chạy, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Xoạt! Đúng vào lúc này bên trong sóng lớn đang bay lên kia, một thân ảnh đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, quanh một quyền đánh ra, quyền mang nổ bắn ra hóa thành quyền ảnh tê tê dày đặc, gào thét mà ra, trong nháy mắt kia đánh thân thể mấy tên cường đạo có được thực lực võ sư hậu kỳ bạo liệt, một mệnh ô hô, đi đời nhà ma. Đại hán to con gặp một màn này, con ngươi co rụt lại, lúc còn chưa thấy rõ diện mạo đạo thân ảnh kia, thân ảnh kia đã vòng quanh bọc nước, bay đến trước mặt hắn. trên nắm tay nổ bắn ra kim quang, xuất hiện một tầng quyền sáo màu vàng kim, mang theo âm thanh bén nhọn phá không, đánh tới mặt hắn. đại hán to con nổi giận gầm lên một tiếng, sớm đã xúc tích lực lượng trên nắm tay đột nhiên bộc phát ra, ầm, uhm, hai nắm đấm nặng nề mà đánh vào nhau, quyền mang nổ bắn ra, khí lãng dân trào đại hán to con chấn động thân thể lại lỗ 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 lui về phía sau mấy bước lập tức cảm thấy tay cánh tay rung lên toàn bộ nắm đấm ẩn ẩn truyền đến một trận đốt nóng đau đớn trong lòng hắn giật mình định thần nhìn lại thân ảnh kia cầm nắm đấm rơi vào trên đồng cỏ gió mạnh trên người cuốn lên bọc nước chiếu xuống trên mặt đất lộ ra gương mặt của hắn đúng là tiểu tử mang mặt nạ màu đen vốn nên bị hắn đánh một quyền nát lồng ngực độc nhãn của đại hán to con trừng một cái, ánh mắt khó tin mà nhìn hắn. Khí tức này. Đại võ sư. Vừa rồi rõ ràng vẫn chỉ là võ sư trung kỳ, làm sao trong nháy mắt lại biến thành đại võ sư. Sư. Lạc thanh chu thăng liền hai cấp, lúc này lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, sức chiến đấu đạt đến đỉnh phong, không có chút do dự, lại một lần nữa vọt lên. Đại hán to con lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ, song quyền hoa giấy lên quyền mang cùng hỏa diễm đột nhiên nhảy lên đập tới một quyền oanh hai nắm đấm lại một lần nữa đánh vào nhau hỏa diễm cùng quyền mang mãnh liệt đánh trúng nhau theo khí lãng nổ bắn tung tóe cánh tay đại hán to lớn chấn động rơi vào trên mặt đất nắm chặt nắm đấm có chút trung lên mà lạc thanh chu thì bị một cổ lực lượng khổng lồ chấn lui lại mấy bước chân phải đột nhiên dậm một cái thật mạnh xuống mặt đất trượt thêm một khoảng cách mới ngừng lại cánh tay của hắn đồng dạng rung lên, quyền sáo màu vàng, vàng kim trên nắm tay đã vỡ tan, lộ ra nắm đấm nóng hổi. Nhưng lực lượng trong cơ thể hắn giờ phút này tràn đầy, tràn ngập toàn bộ huyệt thiếu cùng kinh mạch của hắn. Hắn không thấy cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, để hắn chỉ muốn phải lập tức bộc phát toàn bộ cùng trút ra ngoài. Sư Hắn lần nữa xông tới, trong cơ thể đột nhiên phát ra một tiếng trâu rống to rõ, đầu hơi cúi xuống thấp song quyền như sừng trâu đột nhiên đánh ra trong không khí lập tức vang lên một tiếng rít chói tai giống như trâu rừng phẫn nộ đang bắn hút tới đại hán to con đứng ở tại chỗ bất động con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ hồng trong cổ họng cũng bỗng nhiên phát ra một tiếng quái khiếu lập tức đánh ra một quyền lại có tiếng giả thú gào thét ầm uhm, hai nắm đấm lần nữa nặng nề mà đụng vào nhau đại hán to con vẫn đứng tại chỗ không động mà lạc thanh chu lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài tu vi cùng lực lượng của hai người vẫn như cũ chênh lệch quá xa bất quá thời khắc này lạc thanh chu đã không còn không chịu nổi một kích như vừa rồi sau khi chân chạm đất vậy mà lần nữa xông tới oanh lạc thanh chu đánh ra một quyền quyền mang sáng chói lập tức hóa thành quyền ảnh đầy trời bao phủ tới đại hán to con đại hán to con nghe răng cười một tiếng thân thể cao đến 2 mét đột nhiên lần nữa biến lớn, toàn thân đột nhiên ngưng hiện ra một tầng vòng bảo hộ màu đen, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía những quyền ảnh đang kia lít nha lít nhít lao tới. ầm 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 âm, âm. âm thanh nắm đấm liên tiếp đập nện vang lên. Đại hán to con đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, đánh ra một quyền, trong nháy mắt phá tan hết những quyền ảnh mang theo khí thế hung hãn kia. Tiểu tử, ăn một quyền của lão tử đại hán to con nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới. Lạc Thanh Chu vẫn không có né tránh, lần nữa huy quyền cùng hắn cứng đối cứng. Ầm. Um, Ầm. Um, Ầm. Um. Hai người liên tiếp đối chiêu hơn 10 quyền, lực lượng sao động trong cơ thể Lạc Thanh Chu vừa thăng liền hai cấp được rót đầy, rốt cục lắng xuống. Hắn một lần nữa bị đánh bay đến trong đầm nước dưới thác nước, mới đứng lên từ trong nước, đại hán to con nhảy thẳng lên một cái, nhảy tới, nắm chặt nắm đấm quanh một tiếng, đánh tới hắn. đúng vào lúc này, bên trong màn nước đột nhiên bay ra một đạo chỉ kiếm màu xanh, lại một lần nữa phá vỡ quyền mang của hắn tử to lớn, đánh vào bên trên nắm đấm của hắn. hắn tử to lớn biến sắc, thân thể ở giữa không trung xoay tròn một cái, lui về phía sau, rơi vào trên mặt đất, cúi đầu xem xét, trên nắm tay lần nữa ra hiện ra một cái lỗ máu. không đợi hắn lên tiếng chửi rủa, bên trong màn nước đột nhiên có một thân ảnh màu xanh bay ra, bảo kiếm trong tay lóe lên hàng mang hóa thành kiếm ảnh đầy trời, như một cái lồng chụp về phía hắn. Hắn tử to con nổi giận gầm lên một tiếng, một bên lui lại, một bên nâng quyền chống đỡ. Vừa đánh tan kiếm ảnh, một thanh bảo kiếm lóe ra kiếm mang đột nhiên đâm xuyên lồng ánh sáng hộ thể của hắn, đâm vào bộ ngực của hắn. Đại hán to con giận tím mặt, một quyền đánh tới thân ảnh màu xanh trước mặt. Nhưng thân ảnh màu xanh đột nhiên thu kiếm, ở trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa, lập tức xuất hiện sau lưng hắn, bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, một kiếm mang màu xanh lam qua, một tiếng bay đến người hắn. Đại hán to con đột nhiên bật lên, tránh thoát khỏi kiếm mang làm hắn trùng mình này. Kiếm mang từ dưới chân hắn bay đi, trảm vào trên thác nước cách đó không xa, thác nước chảy xiết thẳng xuống dưới trực tiếp bị chém thành hai nửa, toàn bộ dốc núi vậy mà trực tiếp bị một kiếm này sang bằng. Đại hán to con gặp một màn này, lập tức tâm kinh đảm hàng, đột nhiên đánh ra một quyền, lại xuất hiện một đầu hỏa long, lao thẳng tới thân ảnh màu xanh. Lập tức, thân thể hắn chuyển hướng, đột nhiên nhảy lên một cái, lao nhanh về phía rừng cây bên phải bỏ chạy. Ờ! Ai ngờ đúng vào lúc này, một tiếng trâu rống quen thuộc lần nữa vang lên. Không đợi hắn kịp phản ứng, một thân ảnh đột nhiên lấy tốc độ nhanh hơn bay tới, phanh một tiếng nặng nề mà đụng vào cái hông của hắn, trực tiếp đụng bay thân thể to lớn của hắn ra ngoài. Hắn lập tức hét thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống dưới, nặng nề mà té ngã trên mặt đất, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, nắm lấy bên hông mình, gương mặt giữ tận giận dữ hét. Súc sinh! Mẹ nó chứ lại hắn đánh lén thận của lão tử. Lão tử muốn chém ngươi thành muôn mảnh, nghiền xương ngươi thành tro. Kiếm! Đúng vào lúc này, đạo thân ảnh màu xanh đột nhiên cầm kiếm ngăn chặn đường đi của hắn, miệng khẽ nói một tiếng, bảo kiếm trong tay quét ngang ở trước ngực, triển khai thức mở đầu của thượng cổ kiếm pháp hắc bạch kiếm. Lạc Thanh Chu khắc lấy ra một chuôi hắc bạch kiếm từ trong nhẫn trữ vật, nói Sư phụ, ngươi là thuận hay là nghịch? Trong mắt lệnh Hồ Thanh Trúc lấp lóe kiếm ảnh, kiếm khí vần quanh thân, tóc xanh sau lưng bay lên, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc mà nói Thuận Lập tức qua một tiếng, sử xuất chiêu thứ nhất, kiếm xuất đông phương Kiếm mang như một vòng mặt trời mới mọc dâng lên, trong nháy mắt chiếu sáng dung nhan lãnh khốc cùng thân ảnh màu xanh của nàng lạc thanh chu đột nhiên nhảy lên theo đó sử xuất chiêu thứ nhất kiếm ra chiều tà hai người một thuận một nghịch một thuận thì đâm ở trên một nghịch ngược lại đâm ở dưới mặc dù vẻn vẹn chỉ là chiêu thứ nhất ở bên ngoài nhìn thường thường không có gì lạ nhưng hán tử to con bị kiếm mang bao phủ ở trung tâm thì trong lòng rung lên giống như đột nhiên đưa thân vào một thế giới khác có kiếm khí tung hoành không đường có thể trốn cậu nam nữ vậy mà không biết liêm sĩ điên loan đảo phượng trước mặt lão tử trong miệng hắn cố ý nhục mạ muốn xáo trộn kiếm pháp của hai người thân thể thì đột nhiên nhảy lên một quyền đánh tới lạc thanh chu muốn xé mở một lỗ hổng để đào tẩu nhưng cơ hồ trong nháy mắt lạc thanh chu cùng lệnh hồ thanh trúc lại sử xuất chiêu thứ hai song kiếm hợp bích lệnh hồ thanh trúc lại trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung cùng thân thể lạc thanh chu dính vào cùng nhau lồng ngực hai người chạm nhau song kiếm khép lại a à, một tiếng đâm xuống phía dưới oanh hắn tử to con đánh tới một quyền lại trực tiếp bị kiếm mang hợp hai làm một xé nát quyền mang hai mũi kiếm qua một tiếng đâm vào nắm đấm to lớn của hắn một cổ cảm giác đau nhức kịch liệt bỗng nhiên đánh tới hắn tử to con cơ hồ không có chút gì do dự cuốn quyết mà rút nắm đấm về để tránh bị song kiếm xuyên qua toàn bộ cánh tay hắn rơi trên mặt đất lập tức lăn mình một cái rời khỏi kiếm trận của hai người quay người muốn chạy trốn lạc ai ngờ đúng vào lúc này trước mắt đột nhiên sáng lên tia sáng một tia sáng chướng mắt trong nháy mắt đâm vào cặp mắt của hắn hắn vô ý thức nhắm mắt lại dừng bước lại lúc mở mắt ra bốn phía đột nhiên đã đen kịt một màu lần nữa đã rơi vào trong kiếm trận quỷ dị của hai người này a à, kiếm quang như tuyết bay lả tả đầy trời kiếm ảnh như mưa chồng chất lạc thanh chu cùng lệnh hồ thanh trúc múa song kiếm lại phong tỏa hán tử to con tiếng vào một mảnh thế giới đen trắng quỷ dị, khắp nơi đều là lít nha lít nhít kiếm ảnh, giống như một cái lưới lớn bao phủ hắn lại. Thời gian qua một lát, thân thể to lớn đã tràn đầy vết kiếm, máu tươi chảy đầm đìa. Ngạo! Trong lòng hắn sợ hãi, đột nhiên phát ra một tiếng như giả thú gầm rú, kích phát huyết mạch yêu tộc, bắp thịt toàn thân nâng lên, thân thể đột nhiên bò sổn trên mặt đất, hai tay chống dưới đất, toàn thân phồng lên, phanh một tiếng, Toàn bộ thân thể đột nhiên nổ tung. Vô số máu thịt vụn hóa thành ám khí, phóng về phía hai người Lạc Thanh Chu cùng lệnh Hồ Thanh Trúc. Mà bên trong huyết nhục tan ra bốn phía đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao đến một thước, sưu một tiếng, lấy tốc độ như tia chớp hướng về trong rừng cây bỏ chạy. Lạc Thanh Chu rơi trên mặt đất, hắc bạch kiếm trong tay hô hô nhảy múa, chém xuống những huyết nhục hối hả bay tới mang theo lực xuyên thấu đáng sợ kia mà lệnh hồ thanh trúc thì trong nháy mắt xuyên thấu những huyết nhục bay tới thân ảnh lóe lên nhảy lên giữa không trung bảo kiếm trong tay ông một tiếng sáng lên một đạo kiếm mang chướng mắt hai đầu lông mày vậy mà rõ ràng hiện ra hư ảnh của một thanh bảo kiếm hai con ngươi sáng như sao trời xoắt một kiếm chém xuống bảo kiếm lại đột nhiên thả ra một đạo kiếm mang to lớn dài mấy chục thước trực tiếp chém xuống hướng về phía thân ảnh đang nhanh chóng chạy trốn a à, một tiếng hét thảm vang lên đạo thân ảnh kia trong nháy mắt bị bao phủ bên trong kiếm mang to lớn bị chém thành mảnh vỡ kiếm mang lập tức tại bạo tạc biến thành hư ảo lạc thanh chu gặp một màn này trong lòng âm thầm kinh hãi lệnh hồ thanh trúc tung ra một kiếm chém giết chân thân hán tử to con cầm trong tay bảo kiếm từ giữa không trung bay xuống xuống tới váy áo tung bay tóc xanh bay múa đẹp như kiếm tiên ai ngờ nàng vừa rơi trên mặt đất thân thể đột nhiên mềm nhũng ngã xuống mở miệng nói diều ta lạc thanh chu kinh ngạc một chút lập tức thu kiếm lướt tới đỡ nàng sắc mặt lệnh hồ thanh trúc trắng bệch cầm kiếm chống đất suy yếu nói ta còn chưa hoàn toàn khôi phục vết thương tự hồ lại bị xé rách mang ta đi hang động lạc thanh chu không dám do dự lập tức ôm ngang nàng đang muốn đi về chỗ thác nước lệnh hồ thanh trúc thở hổn hển dịu dàng nói ngốc tử đi u cốc lạc thanh chu dừng bước cúi đầu nhìn nàng một cái. Dưới ánh trăng trong sáng, đôi tròng mắt kia như làng thu thủy nhẹ nhàng nhìn hắn, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy thần sắc nhu hòa, so với khí thế băng lãnh phong mang vô song như kiếm tiên phụ thể thì tưởng như hai người khác nhau. Nhìn ta làm gì? Giọng nói của lệnh hồ thanh trúc lạ thường mềm nhẹ ôm nhu, gương mặt kiều nộn cũng trở nên yêu mị động lòng người. Lạc thanh chu lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng ôm nàng, lao nhanh về u cốc ở phía nam hai bên cây cối hối hả lui lại gió đêm hô hô rung động bên tai không bao lâu hai người đã đi tới một mảnh u cốc sư phụ hang động ở đâu lạc thanh chu thả chậm bước chân tìm kiếm khắp nơi lệnh hồ thanh trúc nhìn thoáng qua nói khẽ lại tiến vào trong một chút lạc thanh chu ôm nàng tiếp tục chạy tới phía trước lại chạy một khoảng cách lệnh hồ thanh trúc nói đến sau đó chỉ vào bụi cây cách đó không xa nói nơi đó đẩy cỏ ra lạc thanh chu nhìn thoáng qua lập tức lướt tới đang muốn đưa tay đi đẩy bụi cỏ ra lệnh hồ thanh trúc đột nhiên lại nói phải cẩn thận bên trong có lẽ có thứ gì đó lạc thanh chu đặt nàng ở trên đồng cỏ vươn tay cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra bụi cỏ trước mặt phía sau bụi cỏ quả nhiên xuất hiện một cái huyệt động bất quá lối vào hang động kia rất hẹp bên trong cái gì đều không nhìn thấy đồng thời có một cổ khí tức ẩm ướt từ bên trong truyền ra cửa hang còn có một chút nước động lạc thanh chu cũng không vội vã đi vào lập tức lấy ra một viên cầu từ trong túi trữ vật ném vào bên trong ầm viên cầu rơi vào bên trong nổ tung lên sáng lên một tia lửa chói mắt không khí bị đốt nóng rực đồng thời một mùi lưu huỳnh gây mũi bay ra hắn lại đợi một hồi cũng không thấy có độc trùng và những giả thú khác chạy đến Lúc này mới ôm lệnh hồ thanh trúc ở trên đất, xoay người chui vào. Lệnh hồ thanh trúc nói khẽ. Cổng vào tương đối chật hẹp, tiến vào bên trong là được, bên trong rất rộng rãi, rất sâu. Ta còn mở một gian thạch thất ở bên trong, chúng ta có thể ở bên trong thạch thất nghỉ ngơi. Lạc Thanh Chu ôm nàng, ánh mắt cẩn thận mà nhìn phía trước, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, hỏi: "Sư phụ, ngươi vừa rồi đánh ra một kiếm kia lợi hại như vậy, làm sao không sớm chút xuất ra?" Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặt một chút, nói: "Ta muốn trước cùng ngươi thử một chút Hắc Bạch kiếm pháp." Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn nàng một cái. Lệnh Hồ Thanh Trúc đỏ mặt, dừng một chút, lại nhẹ giọng giải thích nói: "Tu vi của ta cũng không hoàn toàn khôi phục, một kiếm kia trực tiếp hao phí tất cả khí lực của ta, cuối cùng bất đắc dĩ, ta mới dùng, cũng không phải là trước đó không cần." "Nha." Lạc Thanh Chu xoay người cúi đầu đi tới, miệng cơ hồ hôn ở trên mặt nàng thở ra hơi thở đều phun ra lên trên gương mặt của nàng hai con ngươi lệnh hồ thanh trúc thủy ung ung nhìn hắn gương mặt càng đỏ lại đi về phía trước một khoảng cách hang động rốt cục rộng rãi lạc thanh chu nâng người lên nói sư phụ chúng ta lúc nào ra ngoài vừa rồi giống nghe được những cường đạo kia nói cao thủ lăng tiêu tông đến đây đang vây công độc nhãn ngưu lệnh hồ thanh trúc nói khẽ độc nhãn ngưu tung hoành vân vụ sơn mạch cùng lăng tiêu tông chúng ta cách sông nhìn nhau nhiều năm nào có dễ dàng bị tiêu diệt như vậy chúng ta bây giờ nếu ra ngoài trên đường đụng phải nàng ta không có cách nào lại động thủ cho nên vì lý do an toàn vẫn là chờ đến hừng đông đi lập tức chỉ vào bên cạnh nói bên phải ở nơi đó lạc thanh chu lộn vòng về phía bên phải rất mau nhìn thấy một tòa thạch thất đơn sơ lập tức ôm nàng đi vào đặt nàng lên trên một khối đá rộng lớn Lập tức lấy ra đệm chăn trong túi trữ vật Trải lên một góc Sau đó ôm nàng nằm lên Lại lấy ra chăn mền Chuẩn bị giúp nàng đắp lên Lệnh Hồ Thanh Trúc sờ lấy bụng của mình Thấp giọng nói Vết thương Muốn đổi thuốc Lạc Thanh Chu lúc này mới nhớ tới Lập tức vén chăn lên Từ trong túi trữ vật lấy ra thuốc bôi vết thương cùng băng gạc mới Những vật này đều là đồ thiết yếu mà mỗi võ giả đi ra ngoài cần dùng Sư phụ Ta cởi đi băng gạc có thể sẽ có đau một chút người nhịn một hồi lạc thanh chu nhắc nhở một câu giải khai băng gạc trên phần bụng của nàng cởi ra từng vòng từng vòng đợi mở ra toàn bộ băng gạc lộ ra bụng dưới bằng phẳng tuyết trắng bất quá lúc này vết thương kia quả nhiên lại bị xé rách chảy ra máu đỏ tươi lạc thanh chu vội vàng cầm lấy bình thuốc mở ra nắp bình rót thuốc bột vào trong vết thương lại lấy ra một bình thuốc trị thương khác đổ một chút dược cao vào sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng bôi lên bốn phía vết thương thân thể lệnh hồ thanh trúc căng cứng run rẩy không ngừng con mắt nhắm chặt cắn môi hiển nhiên rất sợ đau cũng rất sợ nhìn thấy máu nhẹ nhẹ một chút sắc mặt nàng trắng bệch trung giọng nói lạc thanh chu lại nhẹ nhàng bôi lên một chút mới cầm lấy băng gạc mới giúp nàng quấn quanh băng bó lệnh hồ thanh trúc lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra nói khẽ dược thủy trước ngươi đút vào miệng ta, còn nữa không? Thuốc nước kia rất lợi hại, nếu không ta không thể nhanh như vậy khôi phục, hơn nữa còn có thể ngưng đau. Lạc Thanh Chu giúp nàng băng bó xong, lấy ra bình sứ từ trong túi trữ vật, nói. Còn có một ít. Dứt lời, mở ra nắp bình, đặt lên bờ môi của nàng, nhỏ một giọt. Lại lấy ra một cái bình khác, nhỏ một giọt. Hai giọt linh dịch rơi vào trên bờ môi của nàng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lệnh Hồ Thanh Trúc giật mình, vô ý thức vương đầu lưỡi phấn nộn, liếm môi một cái, nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ hương vị gì, gặp Lạc Thanh Chu đang nhìn mình, gò má nàng đỏ lên, nói Mới hai giọt Lạc Thanh Chu thu hồi bình xứ, giải thích nói Sư phụ, trong nước thuốc này ẩn chứa rất nhiều năng lượng, ta sợ thân thể sư phụ quá yếu, chịu không được, chờ mai lại dùng Lệnh Hồ Thanh Trúc lúc này mới yếu ớt mà nói Nha Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một chút, thấy thần sắc và bộ dáng cùng giọng nói chuyện hiện tại của nàng, đều giống như biến thành người khác, ôm nhu mảnh mai hơn rất nhiều, nghĩ đến nàng trước đó băng lãnh lãnh ngạo, không khỏi có loại cảm giác tức cười. Trong huyệt động, an tĩnh lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhiên có chút quái dị. Sư phụ. Đừng gọi ta sư phụ. Lạc Thanh Chu vừa muốn nói chuyện, nhưng lại đột nhiên bị nàng ngắt lời. Nàng nói khẽ, ta không phải sư phụ ngươi, tử hà mới đúng. Lạc Thanh Chu kinh ngạc một chút, nghi ngờ nói. Sư phụ, không phải người nói khi hai người chúng ta đơn độc ở chung thì ta sẽ gọi người là sư phụ sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặt một chút, ánh mắt lưu chuyển sóng nước nhìn hắn nói. Ngươi có thể gọi dạng này, nhưng ta cũng không phải sư phụ của ngươi. Sư phụ ngươi là tử hà, ngươi là đệ tử thân truyền của nàng, không phải sao? Lạc Thanh Chu giật mình, nói. Vâng, thế nhưng mà gọi ta là tỷ tỷ. Hoặc gọi ta cô cô cũng có thể. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.